Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 247. Mộc Huyền Tôn đột nhiên ngắt lời hắn, ngươi không có tư cách, nàng ấy mới. Nói tới đây, ông ta đột nhiên nhìn sang cô gái váy trắng, lúc này nàng ấy nhíu mày, vung tay lên chém một nhát. Xoẹt. Một tia kiếm quang lướt nhanh qua. Ở phía xa, Mộc Huyền Tôn lập tức thay đổi sắc mặt, ông ta không ngờ cô gái này lại đột nhiên ra tay. Nhưng ông ta phản ứng không chậm. Khi cô gái váy trắng ra tay, ông ta xòe tay phải ra, không gian trước mặt ông ta trở nên như nặng hàng triệu cân, tầng tầng lớp lớp, vững như thành đồng. Nhưng... xoẹt. Cùng với một tiếng xé rách vang lên, kiếm hành đạo xuyên qua không gian nặng hàng triệu cân kia rồi đâm thẳng vào đầu mày của Mộc Huyền Tôn. Ầm. Mộc Huyền Tôn bị đóng đinh ngay tại chỗ. Ông ta sững sờ. Chiêm Đài Linh Nhi cũng ngơ ngác, trợn hai mắt lên, há to miệng. Chuyện gì thế này? Mộc Huyền Tôn. Đây là cao thủ cảnh giới mệnh huyền hàng đầu mà. Cứ vậy bị đóng đinh tại chỗ ư? Đây có phải là mơ không? Chiêm Đài Linh Nhi véo ngực mình, cảm giác đau đớn lập tức truyền tới. Nàng ta biết đây không phải mơ. Cô gái váy trắng lạnh lùng nhìn Mộc Huyền Tôn, sau đó giơ tay phải lên. Kiếm hành đạo bay lên đâm thẳng vào bầu trời huyền giới thần chi. Rầm. Giờ phút này, cả huyền giới thần chi trở nên hư ảo. Nhìn thấy cảnh này, Chiêm Đài Linh Nhi lập tức thay đổi sắc mặt, vội thốt lên, Diệp công tử. Dĩ hòa vi quý. Diệp Huyên lắc đầu, sau đó nhìn sang Thanh Nhi, hắn không nói gì, chỉ cười mỉm. Thanh Nhi cúi đầu ngoắc tay, kiếm hành đạo quay lại trong tay nàng ấy. Thấy thế, Chiêm Đài Linh Nhi lập tức thở phào nhẹ nhõm, bên kia Mộc Huyền Tôn cũng thở phào rồi thi lễ với cô gái váy trắng, cảm ơn Tôn Hạ đã nương tay. Cô gái váy trắng bình tĩnh hỏi, ai là người mạnh nhất ở huyền giới thần chi? Mộc Huyền Tôn do dự, vừa định trả lời thì bỗng có một giọng nói vang lên, tại hạ. Dứt lời, một ông lão áo trắng bước ra. Thần Huyền Tôn. Người đứng đầu trong ba vị Huyền Tôn. Thần Huyền Tôn đang định nói thì cô gái váy trắng đột nhiên chém một nhát. Vèo. Kiếm quang chợt lóe, kiếm hành đạo đâm thẳng vào giữa hai chân mày của thần Huyền Tôn, mặt mũi ông ta trở nên cứng đờ. Mộc Huyền Tôn và các cao thủ nền văn minh thần chi vừa chạy tới đều ngây ra như phỗng. Một chiêu đánh bại. Lại một chiêu đánh bại. Có ai địch lại? Đám cường giả nền văn minh thần chi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Bởi vì cô gái trước mặt này có thể là sinh mệnh của nền văn minh cấp cao hơn, mà khi nền văn minh cấp cao hơn xuất hiện có nghĩa là rất có thể đối phương sẽ nuốt chửng cả nền văn minh thần chi. Nghĩ tới đây, sắc mặt đám cao thủ nền văn minh thần chi lập tức trở nên khó coi hơn. Lúc này Thanh Nhi bảo Diệp Huyên, có thể nói chuyện với họ rồi đấy. Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức cảm thấy ấm áp trong lòng. Hắn biết mục đích Thanh Nhi ra tay là để hù dọa nền văn minh thần chi, sau đó bắt đối phương nhìn thẳng vào hắn. Phía bên kia, thần Huyền Tôn nhìn về phía Diệp Huyên, cung kiến lên tiếng, vị công tử này, nền văn minh thần chi chúng ta nguyện chung sống hòa bình với nền văn minh nhân loại. Diệp Huyên cười, các ông có đổi ý không đấy? Thần Huyền Tôn vội vàng lắc đầu, không, chúng ta sẽ không bao giờ đổi ý. Nói đùa à? Làm sao họ dám đổi ý? Diệp Huyên khẽ gật đầu, vậy chúng ta cứ cam kết thế nhé. Nền văn minh thần chi và nền văn minh nhân loại sẽ chung sống hòa bình với nhau. Dù có rơi vào bước đường cùng, hai bên cũng không xâm phạm lẫn nhau. Thần Huyền Tôn vội vàng gật đầu, vâng, cậu nói rất đúng. Diệp Huyên lắc đầu cười, cứ quyết định vậy đi, ta muốn tâm sự với muội muội của mình. Thần Huyền Tôn đáp, hai người nói đi, cứ nói đi. Chúng ta, được đi chưa ạ? Diệp Huyên trả lời, nếu ông không muốn đi thì cũng không sao cả. Thần Huyền Tôn lập tức mừng rỡ, vâng, chúng ta sẽ đứng một bên nhìn hai vị nói chuyện, sẽ không làm phiền Diệp Huyên không còn gì để nói. Chẳng phải ông lão này thông minh lắm sao? Sao bây giờ lại ngớ ngẩn thế? Chẳng lẽ là giả vờ? Thật ra là thần Huyền Tôn đang giả ngơ. Sinh mệnh cao hơn nền văn minh thần chi, ông ta cảm thấy rất hứng thú. Bất kể là loài người hay nền văn minh thần chi, cả hai đều cảm thấy hứng thú về những thứ mình chưa biết. Lúc này cô gái váy trắng lạnh lùng nhìn thoáng qua thần Huyền Tôn, ông ta lập tức biến sắc,
vội bảo chúng ta đi thôi. Dứt lời, ông ta và Mộc Huyền Tôn quay lưng rời đi. Bên cạnh, Chiêm Đài Linh Nhi nháy mắt với Diệp Huyên. Hiển nhiên nàng ta muốn ở lại. Diệp Huyên còn chưa nói, Thanh Nhi đã nhìn về phía Chiêm Đài Linh Nhi, người cảm thấy người đáng yêu lắm sao? Lúc nàng ấy nói, một thanh kiếm đã lơ lửng trên đầu Chiêm Đài Linh Nhi. Chiêm Đài Linh Nhi không đáp, lặng lẽ rời đi. Không thể dây vào được. Sau khi Chiêm Đài Linh Nhi đi, ở đây chỉ còn lại Diệp Huyên và Thanh Nhi. Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên mỉm cười rồi khoác tay hắn. Diệp Huyên nhẹ giọng bảo, Thanh Nhi, muội, thật đáng sợ. Thanh Nhi hỏi, sao huynh lại nói như vậy? Hắn cười khổ, ta cứ tưởng nền văn minh thần chi đã rất lợi hại, nhưng không ngờ ở trước mặt muội vẫn yếu như vậy, hầy. Vẫn là một nhát kiếm. Kể cả cao thủ Mệnh Huyền cũng không đỡ nổi một kiếm của Thanh Nhi. Nếu không phải một kiếm, chỉ cần hai kiếm là có thể đoán được đại khái thực lực chân chính của Thanh Nhi. Nhưng hắn không ngờ vẫn là một kiếm. Mãi mãi một kiếm. Nghĩ tới đây, cảm giác bất lực lập tức dâng lên trong lòng Diệp Huyên. Đối mặt với cao thủ như Thanh Nhi, quá khó để vượt qua được nàng ấy. Sự tồn tại của nàng ấy là vô địch. Thanh Nhi đột nhiên nhìn xung quanh, sau đó nói, nền văn minh này. Dứt lời, nàng ấy khẽ lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Diệp Huyên hỏi, nền văn minh này có lịch sử hàng tỷ năm. Trong số những nền văn minh mà muội đã gặp, nó có thể xếp hạng cao không? Thanh Nhi lắc đầu, không thể. Nghe vậy, Diệp Huyên cứng họng. Không thể. Phải công nhận là hắn đã bó tay. Thanh Nhi đột nhiên xòe tay ra, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay nàng ấy, nhìn kiếm Thanh Huyên, nàng ấy hỏi, huynh xác định tọa độ của người khác nhờ nó rồi mới vung kiếm chém, có đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Thanh Nhi nhìn hắn, huynh vẫn chưa chân chính lĩnh ngộ được sự kỳ diệu thời không của thanh kiếm này. Hắn vội hỏi, nghĩa là sao? Thanh Nhi trả lời, siêu thời không? Diệp Huyên cau mày, siêu thời không? Thanh Nhi khẽ gật đầu, với huynh hiện tại, mặc dù tốc độ này cũng tạm được nhưng vẫn chưa đủ. Nếu muốn nhanh hơn nữa thì chỉ có thể tiến hành siêu thời không sao? Sao siêu thời không bằng vượt qua thời không? Hắn tiếp tục hỏi, siêu thời không bằng cách nào? Thanh Nhi nhìn hắn, vượt qua giới hạn của thời không? Nói xong, ngón tay nàng ấy chỉ qua một bên. Vèo! Kiếm hành đạo bay ra, chớp mắt đã xuất hiện cách đó 10.000 trượng. Diệp Huyên im lặng. Hắn không phát hiện bất cứ điều gì đặc biệt. Sau một lát yên lặng, Thanh Nhi lên tiếng, ta quên mất. Nàng ấy nhẹ nhàng vung tay phải lên, ngay sau đó hai người xuất hiện trong một tinh vực xa lạ. Nàng ấy giơ tay phải lên rồi nhẹ nhàng đưa ngang, tinh không lập tức xếp chồng lên nhau. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên sửng sốt. Chỉ chốc lát, không gian xung quanh hắn đã gấp lại. Nhưng hắn vẫn không sao cả. Giờ phút này hắn như đang đứng trong một thời không khác. Trước ánh mắt khiếp sợ của Diệp Huyên, vũ trụ tinh không gấp lại thành một đường thẳng, mà đường thẳng này đang nằm trong tay Thanh Nhi. Diệp Huyên trố mắt. Thanh Nhi nhìn hắn, cái này gọi là nén, nén tất cả vật chất trong vũ trụ về mức nhỏ nhất. Nói xong, nàng ấy nhìn đường thẳng trong tay mình, uy lực của đường thẳng này đủ để hủy diệt hàng triệu nền văn minh thần chi một cách dễ dàng. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyên trở nên nghiêm túc, chỉ một đường thẳng này thôi. Thanh Nhi gật đầu, mọi vật chất và năng lượng đều bị nén lại, năng lượng ẩn chứa trong nó vô cùng lớn. Để làm được điều này cần phải vượt qua thời không, nói đơn giản hơn là người trên tờ giấy phải nhảy ra khỏi tờ giấy, sau đó mới có thể gấp tờ giấy này lại. Diệp Huyên trầm giọng, thời không mà chúng ta đang đứng nằm trên một tờ giấy sao? Thanh Nhi gật đầu, đúng vậy, thời không trên giấy có biên giới. Nhảy ra khỏi biên giới này thì sẽ đến bên ngoài tờ giấy, đối với những con sâu kiến kia. Nàng ấy tạm dừng một lúc rồi nói tiếp, đối với những sinh linh đó là một vùng trời mới. Diệp Huyên cạn lời. Thanh Nhi sợ làm hắn tổn thương à? Diệp Huyên lắc đầu cười, Thanh Nhi, vậy phải làm thế nào mới có thể nhảy ra thời không? Nàng ấy nhìn Diệp Huyên, bây giờ đã nhảy ra rồi đấy. Diệp Huyên cười, ý ta là làm thế nào để nhảy ra khỏi thời không này? Thanh Nhi trả lời,
Rất đơn giản, huynh bước tới trước một bước là có thể nhảy ra khỏi thời không này. Diệp Huyên không hiểu, Thanh Nhi tiếp tục giải thích, trong thời không này, chủ nhân bút đại đạo không cho phép người khác tự tiện ra ngoài, do đó hắn đã thiết lập một người bảo vệ, đó cũng chính là người bảo vệ siêu thời không. Diệp Huyên còn muốn nói gì đó, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một ông lão, ông ta chậm rãi quỳ xuống trước mặt hắn, Diệp Thiếu. Sau này ngài muốn đến thì chỉ cần nói một tiếng, không cần tu hành từ từ như những người tu hành bình thường khác. Nói xong, ông ta nhìn sang cô gái váy trắng, run rẩy hỏi, ngài. Ngài thấy như vậy có được không ạ? Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên rồi rời mắt sang ông lão, không vui lắm, ông làm gì thế? Ta đâu có ép buộc ông mở cửa sau cho ca ca ta, ông có thể không mở mà. Ông lão rất muốn khóc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cô không ép buộc ta, chỉ chĩa mũi kiếm vào trán ta thôi. Diệp Huyên ở bên cạnh rất tò mò, Thanh Nhi, thời không mà chúng ta đang đứng là siêu thời không đúng không? Thanh Nhi gật đầu. Hắn hỏi, có phải trên siêu thời không còn có thời không khác đáng sợ hơn không? Thanh Nhi khẽ gật đầu, thời không mà chúng ta đang đứng là giấy do người khác vẽ, siêu thời không cũng là một tờ giấy, có điều là một tờ giấy khác. Từ thời không này đến siêu thời không chỉ là từ một vòng tròn nhảy ra một vòng tròn lớn hơn thôi. Diệp Huyên hỏi thẳng, vòng tròn cuối cùng là gì? Thanh Nhi nhìn hắn, huynh không cần quan tâm đến vòng cuối cùng. Huynh chỉ cần biết rằng huynh có thể tiến vào thời không hư chân, không cần phải cố gắng nhảy ra tất cả các vòng. Thời không hư chân. Diệp Huyên im lặng. Chẳng phải phụ thân đã đến thời không hư chân sao? Lúc này Thanh Nhi đột nhiên bảo, để tốc độ kiếm của huynh đạt tới cực hạn thì chỉ có thể tiến vào siêu thời không, từ ngoài giấy giết vào trong giấy, đó không chỉ là vấn đề về tốc độ. Còn việc gấp, bây giờ rất khó để huynh làm được, bởi vì vật chất và năng lượng của vũ trụ quá mạnh. Tất nhiên cũng không phải không được, chỉ là hơi mất thời gian. Nói xong, nàng ấy chạm vào ấn đường Diệp Huyên. Hắn lập tức run rẩy, vô số thông tin tràn vào đầu. Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên, đây là phương pháp gấp mà ta sáng tạo riêng cho huynh. Huynh cứ làm quen từ từ, ví dụ như bắt đầu từ một thời không nhỏ, cuối cùng đến cả vũ trụ. Phương pháp gấp. Diệp Huyên trầm giọng, Thanh Nhi. Ta có thể tập trung vào kiếm đạo thôi không? Thanh Nhi trả lời, không ảnh hưởng tới kiếm đạo của huynh. Vạn pháp vạn đạo trên thế gian đều có thể dung hợp với kiếm, dùng sở trường của nó bù vào sở đoản của mình, huynh hiểu chưa? Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu. Thanh Nhi nhìn lướt qua bốn phía, cấp bậc văn minh của vũ trụ này quá thấp, huynh có muốn đến nơi khác để phát triển không? Diệp Huyên nháy mắt, muội đang chê ta phát triển quá chậm đúng không? Thanh Nhi lắc đầu, không có, ta chỉ muốn đưa huynh đi gặp thế. Ý ta là vũ trụ rất rộng, ta muốn đưa huynh đi dạo. Diệp Huyên cười, bỏ đi, ta sẽ tu luyện từ từ. Thanh Nhi khẽ gật đầu, cũng được, ta đi đây. Diệp Huyên gật đầu, Thanh Nhi không kể cả nữa, lập tức biến thành một tia kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Diệp Huyên nhìn về phía cuối chân trời. Lẩm bẩm, mình có cảm giác Thanh Nhi biết rất nhiều thứ. Tiểu Tháp hỏi, có phải người đang cảm thấy mình như một kẻ vô dụng không? Diệp Huyên sầm mặt lại, nếu ngươi không biết ăn nói thì đừng nói, rõ chưa? Tiểu Tháp. Lúc này Chiêm Đài Linh Nhi đột nhiên xuất hiện, nàng ta nhìn về phía sâu trong tinh không, nàng ấy đi rồi à? Diệp Huyên gật đầu. Chiêm Đài Linh Nhi do dự một lúc rồi hỏi, Diệp công tử. Nàng ấy đến từ nền văn minh nào thế? Diệp Huyên cười đáp, nền văn minh vô địch. Vô địch. Chiêm Đài Linh Nhi kinh ngạc. Diệp Huyên bật cười, Linh Nhi cô nương, cô hãy nhớ rằng nhân loại chúng ta sẽ chung sống hòa bình với nền văn minh thần chi các cô. Nói xong, hắn quay lưng rời đi. Lúc này nàng ta đột nhiên lên tiếng, Diệp công tử xin dừng bước. Diệp Huyên quay lại nhìn về phía Chiêm Đài Linh Nhi. Nàng ta bảo, chúng ta muốn mời Diệp công tử thành lập thư viện Quan Huyên ở nền văn minh thần chi. Diệp Huyên ngạc nhiên. Chiêm Đài Linh Nhi mỉm cười. Chúng ta thật lòng đấy. Diệp Huyên cười hỏi, các cô sẽ hợp tác chứ? Chiêm Đài Linh Nhi vội đáp, tất nhiên Diệp công tử yên tâm, khi thực lực của ngươi mạnh hơn chúng ta sẽ rất biết điều. Diệp Huyên cứng họng. Cô nàng này thẳng tính thật sự. Lúc này,
Nàng ta lại nói, nếu ngươi thành lập thư viện, ta sẽ là người đầu tiên gia nhập, không chỉ vậy, một số thiên tài ở nền văn minh thần chi cũng sẽ gia nhập, chỉ là... Diệp Huyên mỉm cười nhìn nàng ta, chắc chắn vẫn có điều kiện. Chuyện thường tình. Chiêm Đài Linh Nhi hỏi hắn, nếu chúng ta gia nhập thư viện, ngươi sẽ dạy chúng ta những gì? Diệp Huyên kinh ngạc. Đúng là hắn không nghĩ tới vấn đề này. Dạy gì nhỉ? Diệp Huyên suy tư, đâu thể dạy những thứ ở nền văn minh nhân loại. Nếu dạy những thứ đó, chắc chắn người ta sẽ không có hứng thú. Chiêm Đài Linh Nhi lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của Diệp Huyên, hay là ngươi nhờ vị cô nương vừa rồi dạy chúng ta nhé? Diệp Huyên liếc nhìn nàng ta, cô nghĩ đẹp quá. Chiêm Đài Linh Nhi lập tức trợn trắng mắt. Diệp Huyên cười, vậy xem ra tạm thời ta không thể thành lập thư viện ở nền văn minh thần chi các cô. Nghe vậy, Chiêm Đài Linh Nhi vội đáp, không sao, ngươi cứ mở thư viện trước đi. Sau khi gia nhập, chúng ta có thể tạm thời học văn hóa của nền văn minh nhân loại trước. Diệp Huyên im lặng. Rõ ràng là nền văn minh thần chi này muốn bám chặt lấy hắn. Sau một lúc im lặng, Diệp Huyên trả lời, Linh Nhi cô nương, chuyện thư viện cứ từ từ đã, thế này thì sao, ta sẽ mời cao thủ của nền văn minh thần chi các cô đến thư viện quan huyên dạy học để nhân loại hiểu thêm về nền văn minh các cô thấy sao? Chiêm Đài Linh Nhi ngẩn ra, sau đó hỏi, như vậy có được không? Diệp Huyên cười, được chứ? Chiêm Đài Linh Nhi suy tư một lúc rồi lên tiếng, cũng được, nhưng nếu mời người khác dạy học, người có trả lương không? Diệp Huyên không trả lời. Chiêm Đài Linh Nhi chớp mắt, người định thuê không trả công à? Diệp Huyên cười ngượng ngùng, bây giờ ta đang nghèo lắm. Chiêm Đài Linh Nhi cười, không sao, chúng ta có thể cho ngươi vay rồi ngươi trả sau cũng được. Cho vay? Diệp Huyên hỏi, ta có thể vay bao nhiêu? Chiêm Đài Linh Nhi đáp, việc này hả? Đến lúc đó chúng ta có thể thương lượng, thương lượng, thương lượng. Diệp Huyên cứng họng. Hắn không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Việc hắn cần bây giờ là nghiên cứu phương pháp gấp mà Thanh Nhi cho hắn. Thấy Diệp Huyên rời đi, ông lão bảo vệ siêu thời không bên kia vội vàng thi lễ. Lúc này, Chiêm Đài Linh Nhi quay đầu nhìn về phía ông ta, ông là. Ông lão liếc nhìn nàng ta, phất tay áo lên, ra vẻ đáp, người bảo vệ siêu thời không. Chiêm Đài Linh Nhi nhíu mày, chưa nghe bao giờ. Ông lão khịt mũi, ếch ngồi đáy giếng. Dứt lời, ông ta quay lưng biến mất ở phía sâu trong tinh không. Tại chỗ, Chiêm Đài Linh Nhi nhìn thoáng qua phía sâu trong tinh không, chắc đây là định nghĩa của già mà sống dai trong nền văn minh nhân loại. Ông lão. Diệp Huyên tìm một nơi yên tĩnh, sau đó tiến vào trong tiểu tháp. Tu luyện. Thứ hắn tu luyện lần này không phải tâm pháp thần chi của nền văn minh thần chi, mà là phương pháp gấp mà Thanh Nhi cho hắn. Phương pháp gấp mà Thanh Nhi cho hắn rất chi tiết đến mức đơn giản khiến người ta giận sôi. Rõ ràng là Thanh Nhi sợ hắn đọc không hiểu. Nghĩ tới đây, Diệp Huyên hơi cạn lời. Hắn đần thế sao? Diệp Huyên không suy nghĩ nữa, khoanh chân ngồi xuống, đặt hai tay lên trước ngực, từ từ nhắm mắt lại. Hắn quyết định bắt đầu từ thời không nhỏ trước. Muốn nhảy ra thời không cũng không phải không thể, chỉ cần nói một tiếng là có thể. Sau khi nhảy ra thời không, hắn có một phát hiện mới. Đó là sức mạnh của tất cả thời không hiện hữu đều không thể tiến vào siêu thời không này. Nói cách khác, chỉ cần hắn nhảy vào được siêu thời không, vậy thì hắn sẽ vô địch. Trừ phi đối phương cũng có thể tiến vào siêu thời không. Nhưng hiện nay số lượng cao thủ có thể làm được điều này có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Áp đảo tuyệt đối. Siêu thời không áp đảo thời không hiện hữu tuyệt đối, giống như phụ thân đánh nhi tử, có thể đánh ngươi đến mức ngươi không thể đánh trả. Một sự tồn tại vô địch. Diệp Huyên chợt nghĩ, không biết vô biên chủ có thể nhảy ra thời không hiện hữu không nhỉ? Nếu không thể thì hắn có thể đánh cho ông ta một trận tơi bời. Ha ha! Diệp Huyên bật cười. Ai bảo ngày nào lão già này cũng ra vẻ. Hắn không nghĩ nhiều nữa. Bắt đầu thử gấp thời không trước mặt mình. Huyền giới thần chi. Lúc này, một nhóm cao thủ nền văn minh thần chi đang tập trung ở sảnh. Trông ai cũng rất nghiêm túc.
nền văn minh cấp cao mới xuất hiện. Trong những năm gần đây, nền văn minh thần chi luôn cẩn thận thăm dò vũ trụ, sợ rằng sẽ phát hiện sinh mệnh của vũ trụ nền văn minh cấp cao mới. Đừng trông chờ có thể chung sống hòa bình với người khác, trừ phi thực lực của hai phe không chênh lệch nhiều, nếu không sẽ cá lớn nuốt cá bé ăn tôm tép. Bởi vì nền văn minh thần chi chính là như vậy. Kẻ mạnh sẽ không nói đạo lý với kẻ yếu. Lúc này, thần huyền tôn đột nhiên nhìn về phía Chiêm Đài Linh Nhi, chuyện học viện, hắn có đồng ý không? Chiêm Đài Linh Nhi vội gật đầu, có ạ, không chỉ đồng ý mà còn sẵn sàng trả tiền, bỏ tiền ra mời chúng ta. Thần huyền tôn khẽ gật đầu, cô làm tốt lắm. Kể từ hôm nay, cô sẽ lên chức phó huyền tôn, chỉ nghe theo mệnh lệnh của ba vị huyền tôn chúng ta. Nghe vậy, Chiêm Đài Linh Nhi lập tức mừng rỡ, vội vàng đứng dậy thi lễ, từ nay về sau, ta sẽ hết lòng phục vụ cho nền văn minh thần chi đến khi chết mới thôi. Thần huyền tôn cười, chuyện thư viện sẽ giao cho cô toàn quyền xử lý. Hãy nhớ, phải tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa nền văn minh thần chi và hắn. Chiêm Đài Linh Nhi gật đầu, rõ. Lúc này, Mộc huyền tôn đột nhiên lên tiếng, tại sao không liên hôn? Liên hôn. Ông ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sửng sốt, sau đó thầm khen kế hay. Nếu liên hôn thì hắn sẽ là người của họ. Càng thân thiết hơn. Thế là mọi người đồng loạt nhìn về phía Chiêm Đài Linh Nhi, thần huyền tôn cũng nhìn về phía nàng ta. Chiêm Đài Linh Nhi chớp mắt, ta thì chắc chắn không được. Thần huyền tôn khó hiểu, vì sao? Chiêm Đài Linh Nhi nghiêm mặt đáp, mắt thẩm mỹ của chúng ta khác với họ. Ở nền văn minh thần chi ta trông cũng tạm được, nhưng ở nhân loại thuộc dạng khá xấu. Cho ta đi liên hôn thì có vẻ không có thành ý cho lắm. Nghe vậy, các cao thủ im lặng. Thành ý. Việc này cần phải có thành ý mới được. Thần huyền tôn nhìn về phía Chiêm Đài Linh Nhi, vậy cô cảm thấy ai phù hợp? Chiêm Đài Linh Nhi nháy mắt trả lời, thế này thì sao, ta sẽ đi thám thính xem hắn thích kiểu người như thế nào, sau đó trở về lựa chọn. Thần huyền tôn suy nghĩ, sau đó gật đầu, được. Chiêm Đài Linh Nhi cười nói, ta nghĩ chúng ta có thể chuẩn bị thêm vài người. Vì theo hiểu biết của ta, nhân loại rất háo sắc, họ thích những cô nương xinh đẹp. Chúng ta chuẩn bị thêm vài người thì chắc chắn hắn sẽ rất vui, bởi vì người này là háo sắc trong háo sắc, nhân loại gọi là quỷ háo sắc. Các cao thủ. Trong tiểu tháp, Diệp Huyên xòe tay phải sau đó từ từ nắm lại, sau khi nắm tay phải lại. Thời không trước mặt hắn bắt đầu trở nên vặn vẹo. Gấp. Kể từ khi được thấy tinh không vũ trụ gấp của Thanh Nhi, hắn đã vô cùng khao khát học được phương pháp gấp này. Gấp một khoảng tinh không vũ trụ. Là sự đáng sợ nhường nào? Đương nhiên hắn rất rõ, với thực lực hiện giờ của hắn chắc chắn không thể làm được như Thanh Nhi, phất tay là có thể gấp được cả một vùng tinh không vũ trụ, nhưng hắn có thể từ từ học. Hắn tin một ngày nào đó mình cũng có thể làm được như Thanh Nhi, phất tay là có thể gấp được cả tinh không vũ trụ. Dần dần, xung quanh Diệp Huyên có vô số linh khí bùng cháy, mà thời không trước mặt hắn cũng bắt đầu có sự thay đổi. Một lát sau, thời không trước mặt hắn bắt đầu nén lại, mà lúc này linh khí xung quanh Diệp Huyên điên cuồng bốc cháy, trên mặt hắn cũng có mồ hôi, thậm chí sắc mặt còn hơi tái. Khó khăn. Phương pháp gấp này thật sự quá khó thực hiện. Chẳng những tiêu hao linh khí, đến thần hồn cũng bị tiêu hao rất nhiều, bây giờ chỉ gấp diện tích nhỏ thôi hắn cũng thấy vô cùng vất vả, sắp không trụ nổi nữa. Một lúc sau, thời không trước mặt Diệp Huyên dần bị nén lại thành một đường thẳng, nhưng vừa thành một đường thẳng, người hắn đã mềm nhũn. Thời không bình thường trở lại nhưng vẫn chưa ổn định lắm, thời không xung quanh rung lên từng đợt dường như có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào, cực kỳ đáng sợ. Diệp Huyên nằm trên mặt đất thở hổn hển. Hao kiệt tinh lực. Làm điều này thực sự tiêu hao quá nhiều thần hồn của hắn. Cảm giác của hắn lúc này là chẳng còn chút sức lực nào nữa. Không chỉ vậy, toàn thân vô cùng mệt mỏi, dường như có thể ngủ bất cứ lúc nào, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng không cho mình ngủ. Ngoài ra hắn phát hiện đạo thần tinh của mình đã gần như hết sạch. Khi hắn thi triển phương pháp gấp, mỗi một giây hầu như đều thiêu đốt cả triệu viên đại thần tinh. Đúng là đang đốt tiền. Diệp Huyên lắc đầu thở dài, cần tích góp tiền. Hơn nữa đạo thần tinh bình thường thì không thể đủ, phải dùng thần chi tinh của nền minh thần chi. Nghĩ đến đây,
Diệp Huyên nghỉ ngơi giây lát rồi ra khỏi tiểu tháp. Hắn lại tới huyền giới thần chi lần nữa, sau đó đi tìm Chiêm Đài Linh Nhi. Ngươi muốn vay thần chi tinh. Chiêm Đài Linh Nhi nhìn Diệp Huyên với vẻ khá bất ngờ. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Chiêm Đài Linh Nhi im lặng một lúc mới nói, ta cũng không có bao nhiêu. Diệp Huyên nghiêm mặt bảo, ta sẽ trả. Chiêm Đài Linh Nhi nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Đương nhiên nàng ta không tin. Trả. Còn lâu ta mới tin nhé. Nàng ta biết hiện giờ nền văn minh nhân loại vẫn đang dùng linh tinh cấp thấp, e là cả nền văn minh nhân loại cũng chẳng có nổi thần vật như thần chi tinh. Vì vậy Diệp Huyên nói trả thực ra chỉ là lừa nàng ta. Diệp Huyên nghiêm túc nói, cô không tin vào nhân phẩm của ta à? Chiêm Đài Linh Nhi chớp mắt, sao có thể thế được? Đương nhiên là ta tin ngươi rồi, chỉ là ta cũng không có nhiều thần chi tinh, vì thế ta cũng không cho ngươi vay nhiều được, thật đấy, ta thề bằng nhân phẩm của ngươi luôn. Thề bằng nhân phẩm của ta? Diệp Huyên khó hiểu, cô thề vì sao lại thề bằng nhân phẩm của ta? Chiêm Đài Linh Nhi nghiêm nghị trả lời, bởi vì ta không phải người. Diệp Huyên nói, vậy nên dùng nhân phẩm của cô để thề chứ? Chiêm Đài Linh Nhi nói, không đấy. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ, vì thế hai người đi vào cục diện bế tắc. Vay tiền. Bất kể ở thế giới nào đều là một chuyện có thể khiến hai bên đều khó xử. Lúc này Chiêm Đài Linh Nhi đột nhiên lên tiếng, ngươi cần thần chi tinh đúng không? Ta biết một nơi có. Nhưng hơi nguy hiểm một chút, ta có thể đưa ngươi đến. Diệp Huyên hỏi, nơi nào? Chiêm Đài Linh Nhi nghiêm mặt đáp, huyễn tinh giới. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, huyễn tinh giới. Chiêm Đài Linh Nhi gật đầu, một thế giới đặc biệt, một số nơi ở đấy có chứa vô cùng nhiều thần chi tinh, nhưng rất nguy hiểm, bởi ở đó có một loại sinh linh tên là huyễn yêu, những con yêu trấn giữ nơi đó đứng giữa kiếm lời, cực kỳ xấu tính. Diệp Huyên lưỡng lự, đứng giữa kiếm lời, cách dùng từ này không được phù hợp lắm phải không? Chiêm Đài Linh Nhi cười nói, ý đại khái là như vậy đấy. Diệp Huyên lắc đầu, đám huyễn yêu đó mạnh lắm không? Chiêm Đài Linh Nhi suy nghĩ một lúc, có mạnh, cũng có yếu. Diệp Huyên bảo, vậy thì đi thôi. Chiêm Đài Linh Nhi mau chóng gật đầu, được, đi, ta đưa người đi. Nói xong nàng ta điểm một ngón. Hai vòng tròn màu lam xuất hiện dưới chân hai người, giây tiếp theo cả hai đều biến mất. Diệp Huyên chỉ cảm thấy thế giới quay cuồng, một lúc sau hắn mở mắt ra, lúc này hắn và Chiêm Đài Linh Nhi đã ở trong một tinh không, không xa phía trước hai người là một cánh cửa pha lê màu lam cực lớn. Chiêm Đài Linh Nhi nghiêm túc nói, đó chính là huyễn tinh giới. Diệp Huyên nhìn thoáng qua cánh cửa rồi hỏi, bên trong là địa bàn của huyễn yêu tộc à? Chiêm Đài Linh Nhi gật đầu, đúng thế, thực lực của đám huyễn yêu trong đó đều vô cùng lợi hại, chúng ta phải cẩn thận một chút. Nói rồi nàng ta dừng lại một chút mới nói tiếp, có cần gọi muội muội ngươi tới không? Nàng ấy tới, có lẽ chúng ta sẽ an toàn hơn chút đấy. Diệp Huyên nhìn Chiêm Đài Linh Nhi, tính khí muội ấy không tốt, bất cần một cái sợ rằng đến nền văn minh thần chi cũng sẽ biến mất khỏi thế giới này luôn mất. Nói xong hắn đi về phía huyễn tinh giới. Chiêm Đài Linh Nhi đứng đợi im lặng một lúc rồi nhún vai, tính ta cũng không tốt lắm đâu. Nói xong nàng ta nhanh chân đuổi theo. Một lúc sau cả hai đi vào huyễn tinh giới, sau khi đi vào, Diệp Huyên phát hiện thế giới này phát ra vô số ánh sáng đầy màu sắc, cực kỳ chói mắt. Diệp Huyên cau mày. Chiêm Đài Linh Nhi nói, càng đi vào sâu thần chi tinh càng nhiều, hơn nữa năng lượng sẽ càng tinh khiết, nghe nói ở nơi sâu nhất còn có thần chi tinh vương trong truyền thuyết. Năng lượng của một viên thần chi tinh vương vô cùng đáng sợ. Diệp Huyên nhìn xung quanh rồi bảo, ta đi nói chuyện với họ. Chiêm Đài Linh Nhi nhìn Diệp Huyên, nói gì? Diệp Huyên đáp, mượn họ ít thần chi tinh hoặc là đổi một ít. Chiêm Đài Linh Nhi nghiêm nghị nói, mượn cái gì? Giết yêu cướp tinh đi. Pháp tắc của vũ trụ là như vậy, kẻ mạnh là vua, cường giả mới có được tài nguyên nhiều hơn tốt hơn. Diệp Huyên nhìn Chiêm Đài Linh Nhi. Đây là địa bàn của người ta, tới giết yêu đoạt tinh là hành động của bọn cướp. Chiêm Đài Linh Nhi im lặng. Diệp Huyên nói, ta muốn lừa, à không phải, ý ta là ta muốn nói chuyện với họ, tốt nhất là hợp tác để phát triển lâu dài. Chiêm Đài Linh Nhi nhìn Diệp Huyên rồi bảo, được, vậy ta theo ngươi là được.
Diệp Huyên gật nhẹ đầu rồi dẫn nàng ta đi vào nơi sâu trong huyễn tinh giới, không lâu sau hắn cảm nhận được mấy luồng khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Huyên nhíu mày, vẻ mặt Chiêm Đài Linh Nhi trở nên cảnh giác, hẳn là bọn chúng đã phát hiện ra chúng ta rồi. Diệp Huyên chỉnh lại quần áo, sau đó khẽ cười cất lời, tại hạ Diệp Huyên sinh mệnh nền văn minh siêu cao cấp, hôm nay tới là để nói chuyện với chư vị. Nói xong hắn phất tay, kiếm thanh huyên bay ra. Ù! Một tiếng kiếm ngân vang bay lên trời, vang vọng toàn bộ huyễn tinh giới. Chiêm Đài Linh Nhi nhìn Diệp Huyên không nói gì. Nhân loại này thật biết bốc phét. Lúc này một luồng sức mạnh cường đại quét kiếm thanh huyên đi. Diệp Huyên cũng không sốt ruột, yên lặng quan sát. Chốc lát sau một luồng khí thế khủng khiếp cuốn tới, luồng khí thế này vừa xuất hiện, cảm giác áp bách cực mạnh đã ập tới khiến người ta khó thở. Vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, ánh mắt tĩnh lặng như nước. Chẳng mấy chốc, một con đại yêu hư ảo xuất hiện phía trước ở nơi cách Diệp Huyên và Chiêm Đài Linh Nhi không xa. Nhìn thấy con yêu này, nét mặt Chiêm Đài Linh Nhi lập tức trở nên nặng nề, đây là vương của huyễn yêu tộc. Huyễn yêu tộc có ba đại yêu vương, mỗi yêu vương đều là cường giả mệnh huyền cảnh đỉnh cao, thực lực vô cùng khiếp sợ. Yêu vương. Diệp Huyên khẽ cười, không nói gì, trông có vẻ rất khó đoán. Huyễn yêu vương nhìn Diệp Huyên xì sầm vài câu gì đó mà hắn nghe không hiểu, vì thế hắn nhìn sang Chiêm Đài Linh Nhi. Chiêm Đài Linh Nhi trầm giọng, gã đang sỉ nhục ngươi. Diệp Huyên nhíu mày, cô chắc chứ? Chiêm Đài Linh Nhi gật đầu, chắc. Diệp Huyên lườm nàng ta, dạy ta làm sao nghe được ngôn ngữ của huyễn yêu tộc đi. Chiêm Đài Linh Nhi do dự rồi điểm vào đầu mày của Diệp Huyên, toàn bộ từ vựng ngôn ngữ của huyễn yêu tộc đều xuất hiện trong đầu Diệp Huyên. Một lát sau, Diệp Huyên nhìn huyễn yêu vương, người vừa mới nói gì? Huyễn yêu vương nhìn chằm chằm Diệp Huyên, nhân loại, người không giống sinh mệnh cao cấp mà giống sinh mệnh nền văn minh cấp thấp hơn. Nói rồi gã dừng lại một chút, sau đó nói tiếp, là loại cấp thấp nhất đấy. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống. Chiêm Đài Linh Nhi cười bảo, ngươi xem, gã đang sỉ nhục ngươi đúng không? Diệp Huyên không để ý tới Chiêm Đài Linh Nhi mà nói với Huyễn Yêu Vương, ngươi có nhìn thấy thanh kiếm này không? Huyễn Yêu Vương gật đầu, thanh kiếm này không tầm thường, nhưng ngươi lại rất tầm thường, ngươi có muốn bán thanh kiếm này không? Nếu bán thì ta có thể trả ngươi cái giá cao đấy. Diệp Huyên nhìn gã, kiếm này là của ta. Huyễn Yêu Vương bảo, ta biết, ta hỏi ngươi có bán không đấy. Diệp Huyên lưỡng lự rồi bảo, thanh kiếm này là của ta, hiểu không? Huyễn Yêu Vương hơi nhíu mày, ta biết là của ngươi nên mới hỏi ngươi có bán không? Tuy ngươi là sinh mệnh nền văn minh cấp thấp nhưng hẳn là có thể hiểu được ý của ta chứ? Diệp Huyên hoàn toàn cạn lời. Chiêm Đài Linh Nhi ở bên cạnh chỉ chớp mắt chứ không nói gì. Huyễn Yêu Vương lại hỏi, người có bán không? Diệp Huyên trầm mặc giây lát, không bán. Nghe vậy, Huyễn Yêu Vương chau mày, người không bán. Nói xong gã nắm tay phải lại rồi giơ lên, người từng thấy nắm đấm nào lớn thế này chưa? Nghe lời này, Diệp Huyên hoàn toàn không biết nói gì. Mẹ nó chứ, tên này đang uy hiếp hắn à? Lúc này Huyễn Yêu Vương lại giơ nắm đấm lớn lên. Ngươi hiểu ý ta không? Nếu không hiểu thì ta sẽ biểu diễn lại cho ngươi xem. Diệp Huyên im lặng. Uy hiếp. Diệp Huyên có nằm mơ cũng không ngờ Huyễn Yêu Vương này lại đang uy hiếp hắn. Trời má! Ép mua ép bán vậy luôn. Chiêm Đài Linh Nhi câm nín nhìn Huyễn Yêu Vương. Diệp Huyên cười nói, ta không bán. Huyễn Yêu Vương cười gần, vậy hai ta so tài. Chiêm Đài Linh Nhi kéo tay áo Diệp Huyên lại thì thầm, người đánh không lại gã đâu. Loại cường giả ngang với mệnh huyền cảnh đỉnh cao này chỉ có người như huyền tôn mới đánh được. Diệp Huyên suy nghĩ một phen, vậy phải làm sao đây? Làm sao bây giờ? Chiêm Đài Linh Nhi trầm ngâm một hồi rồi nói, cái này ta nói thật, gọi muội muội ngươi đến đi. Diệp Huyên liếc nhìn Huyễn Yêu Vương, người khăng khăng muốn chơi luật rừng đúng không? Chỉ thấy đối phương siết tay lại, thả ra một luồng sức mạnh khủng khiếp ùa về phía Diệp Huyên. Thời không quanh người hắn sôi trào trong nháy mắt. Luồng sức mạnh ấy ập đến như bầu trời sụp đổ, khiến đồng tử Diệp Huyên rụt lại. Cảm giác phổi bị bóp nghẹt. Hắn cả kinh, vội vàng ổn định tinh thần,
sau đó khẽ động tâm niệm, để kiếm thanh huyền bay vút ra. Bù! Kiếm quang đổ xuống như thác. Nhưng lại chẳng là gì so với luồng sức mạnh kia. Khi kiếm quang vỡ nát cũng là lúc quả đấm của Huyễn Yêu Vương kề sát vào trán hắn. Bỗng nhiên, chiêm đài Linh Nhi bất thình lình xuất hiện, chộp lấy tay Diệp Huyên. Một khắc sau, cả hai đồng thời biến mất. Duỳnh! Quả đấm chờ tới khiến thời không ầm ầm vụn vỡ, đấm ra một vực sâu khổng lồ trước mặt Huyễn Yêu Vương. Đôi mày gã nhíu chặt lại. Tên kia chạy rồi. Nhưng không sao cả. Nhìn kiếm thanh huyên trong tay, khóe miệng gã nhếch lên. Lời to. Một món siêu thần khí. Đoạn gã không suy nghĩ nhiều nữa mà xoay người rời đi. Thời không ở một vùng tinh không nào đó chợt chấn động, sau đó là hai bóng người bước ra. Chính là Diệp Huyên và Chiêm Đài Linh Nhi. Trong đó sắc mặt Diệp Huyên tồi tệ vô cùng. Chiêm Đài Linh Nhi nói, được lắm, đã mất tiền mà còn mang tật, hay là chúng ta hủy diệt huyễn tinh giới đi. Diệp Huyên hầm hầm đáp, diệt nó. Chiêm Đài Linh Nhi nghe vậy thì mừng rơn. Văn Minh Thần Chi đã nhòm ngó huyễn tinh giới từ rất lâu, tiếc rằng vì nơi này quá mức đặc biệt, có thể tăng sức mạnh lên gấp nhiều lần cho các huyễn yêu ở trong nên bọn họ chưa thể ra tay. Diệp Huyên buột miệng, gã đó chẳng biết võ đức gì cả. Chiêm Đài Linh Nhi hùa theo, chính xác, huyễn yêu giặt một bọn xấu xa thế ấy, mượn lời của con người các ngươi thì là cầm thú đó. Diệp Huyên, bọn chúng lúc nào cũng ngang ngược vô lý thế à? Chiêm Đài Linh Nhi, thật ra chúng cũng biết phải trái. Diệp Huyên, vậy sao còn cướp kiếm của ta làm gì? Chiêm Đài Linh Nhi chần chừ, tùy người thôi, ai mạnh hơn thì chúng nói chuyện bằng lý lẽ, ai yếu hơn thì nói chuyện bằng quả đấm. Diệp Huyên im lặng. Chiêm Đài Linh Nhi, người định trở lại huyễn tinh giới sao? Diệp Huyên, tất nhiên, nhưng ta sẽ dẫn người khác theo. Chiêm Đài Linh Nhi tròn mắt, muội muội ngươi. Diệp Huyên gật đầu. Chiêm Đài Linh Nhi hớn hở vung tay lên, đập bỏ mẹ bọn nó luôn. Diệp Huyên đen mặt, sao cô còn văng tục nữa? Nàng cười, đó là văng tục sao? Diệp Huyên im lặng. Chiêm Đài Linh Nhi, người gọi muội muội đến đi. Mau gọi người đến. Nhưng Diệp Huyên lại lắc đầu, khoan hãy vội. Nói rồi xoay gót đi. Để lại Chiêm Đài Linh Nhi trưng hửng nhíu mày, tự hỏi hắn đang làm cái gì. Nàng không chút do dự đi theo. Diệp Huyên không vội vàng đi lấy lại kiếm thanh huyên mà bước vào trong tiểu tháp với Chiêm Đài Linh Nhi theo sau. Hắn nói với nàng, cho ta mượn chút thần chi tinh. Chiêm Đài Linh Nhi đang tìm cách từ chối khéo thì lại nghe hắn nói, đợi tiêu diệt huyễn tinh giới rồi, ta sẽ cho cô một mỏ núi để khai thác thỏa thích. Thế là nàng đáp ngay, được được, rất tốt. Rồi đưa cho hắn một chiếc nhẫn chứa đồ, đây. Diệp Huyên nhìn vào trong, thấy chỉ có 10.000 viên thần chi tinh. Nhắm thấy hắn toan mở miệng, Chiêm Đài Linh Nhi đã chặn trước, nhiều đây không ít đâu. Ngươi thử mà xem, linh khí nhiều lắm. Diệp Huyên gật đầu, được. Rồi hắn đốt số tinh thạch kia lên, chúng lập tức tỏa ra một lượng linh khí tinh khiết đến khủng khiếp. Khiến Diệp Huyên cũng phải sửng sốt. Chiêm Đài Linh Nhi cười khanh khách, linh khí của thần chi tinh ghê lắm, chất lượng còn cao nữa. Diệp Huyên gật gù rồi bắt đầu tu luyện. Chính là chiêu nén thời không kia. Đồng tử Chiêm Đài Linh Nhi rụt lại khi nhận ra hắn lại đang nén thời không, ngươi. Nàng đã chấn động đến tắt tiếng. Hắn ta đang nén vật chất thời không ư. Văn Minh Thần Chi cũng từng suy nghĩ về phương pháp tu luyện này, nhưng có làm cách nào cũng không được. Bởi vì không một nhân vật nào trong bức tranh lại có thể gấp được bức tranh ấy. Nghĩ vậy, nàng vội vàng vọt đến, vươn tay chạm nhẹ vào mặt Diệp Huyên, sau đó biến sắc. Nàng không chạm vào được hắn. Bởi vì hắn đã không còn ở trong thời không của thế giới này nữa. Hắn đã rời đi một cách chân chính. Chiêm Đài Linh Nhi lẳng lặng nhìn hắn, trong lòng ầm ầm rúng động. Nàng bỗng nhận ra cho dù trước đó mình có không ra tay, Huyễn Yêu Vương cũng không làm gì được người này. Bởi đây là sự áp chế đến từ không gian cao hơn. Diệp Huyên thì lại không để ý đến cô nàng mà đang không ngừng gấp, nén thời không trước mặt. Chỉ cần thành công, sức mạnh của hắn sẽ hoàn toàn lột xác.
ngặt nỗi vẫn có chút quá sức. Bởi hành động nén thời không vật chất này khiến hắn tiêu hao quá nhiều thần hồn. Chỉ mới bắt đầu thôi mà đã thấm mệt rồi. Đã vậy số lượng thần chi tinh bị tiêu hao cũng nhanh không kém, chỉ chớp mắt mà hơn 1000 viên đã bốc hơi. Nhưng hắn vẫn kiên trì. Phải kiên trì. Chẳng qua bao lâu sau, mặt hắn đã trắng bệch như giấy. Chiêm Đài Linh Nhi thì ngồi gần đó quan sát với vẻ phấn khích. Bởi trực giác mách rằng nàng sắp một bước lên trời rồi. Trông Diệp Huyên tu luyện đến là vất vả như vậy, nhưng đổi lại là người có thần hồn mạnh mẽ như nàng, chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhưng trước tiên vẫn phải nghĩ cách lấy được phương pháp tu luyện này. Nghĩ đến đây, khóe môi Chiêm Đài Linh Nhi vểnh lên. Một hồi lâu sau, thời không trước mặt được Diệp Huyên chậm rãi nén thành một đường thẳng ẩn chứa uy lực kinh người. Nếu có thể dung hợp vào kiếm ắt sẽ càng khủng khiếp hơn. Diệp Huyên càng nghĩ càng thấy dần dần trong người. Một hồi sau, thời không trước mặt hắn đã bị nén thành đường thẳng, không gian bên trong tiểu tháp chợt rung chuyển. Thế giới trong này đã không còn ổn định nữa. Tiểu tháp nói, tiểu chủ, người còn tiếp tục là ta xong đời đó. Diệp Huyên bật cười rồi vung tay lên, giải nén sợi dây thời không kia trở lại bình thường. Sau đó hắn sụi luôn. Chiêm Đài Linh Nhi cuống quýt đỡ hắn, ân cần hỏi han, ngươi không sao chứ? Diệp Huyên ngạc nhiên nhìn nàng. Chỉ thấy nàng lấy một chiếc khăn da thấm mồ hôi cho hắn, cười nói, không sao, cứ từ từ mà đi, không vội. Diệp Huyên cười hỏi, cô muốn có phương pháp tu luyện này đúng không? Chiêm Đài Linh Nhi gật đầu ngay tắp lự, phải. Nhưng rồi do dự, nhưng nếu người bán thì ta không đời nào mua nổi. Diệp Huyên chỉ cười mà không nói. Phương pháp này do Thanh Nhi tạo ra riêng cho hắn, làm sao có thể dễ dàng truyền cho người khác. Chiêm Đài Linh Nhi thấy sắc mặt hắn thì thở dài, thầm nhủ muốn gạt người này không dễ tí nào. Phải tìm cách khác. Sau khi nghỉ ngơi một hồi xong, Diệp Huyên lại lao vào tu luyện. Có kinh nghiệm từ lần đầu tiên, lần thứ hai của hắn nhanh hơn rất nhiều. Thế là hắn càng say mê tu luyện, chớp mắt đã vài năm trôi qua, hắn ngày càng thành thạo. Bây giờ đã có thể nén thời không trong một khu vực thành đường thẳng, nhưng vẫn chưa thể dung hợp nó vào kiếm. Bởi vì kiếm nhân gian chịu không nổi. Nhưng cho dù vậy thì uy lực của sợi dây không gian kia đã rất khủng khiếp rồi, có thể dễ dàng phá hủy hàng triệu dặm tinh vực. Lại còn phá trong nháy mắt. Nếu có thể dung hợp vào kiếm Thanh Huyên thì tác dụng càng cao hơn nữa. Lúc này, Chiêm Đài Linh Nhi đi đến, cười hỏi, muốn tu luyện nữa không? Diệp Huyên lắc đầu, đi gặp Huyễn Yêu Vương thôi. Sau đó rời khỏi tiểu tháp. Chiêm Đài Linh Nhi thì thầm, hắn muốn đích thân đi đòi lại kiếm đây mà. Rồi cũng rời đi theo. Hai người thoát cái đã có mặt tại Huyễn Tinh Giới. Diệp Huyên lãnh đạm nhìn xung quanh. Huyễn Yêu Vương bỗng xuất hiện, nhíu mày nhìn hắn, con người nhà ngươi. Gã chưa kịp dứt lời thì Diệp Huyên đã ra tay, nén thời không thành đường thẳng rồi vung nó về phía gã. Huyễn Yêu Vương biến sắc, vội tung cú đấm bằng tay phải ra. Chiêu đối chiêu. Ầm. Một tiếng nổ điếc tai bùng lên khắp Huyễn Tinh Giới, nơi Diệp Huyên và Huyễn Yêu Vương đứng trở thành một vùng đen nhánh. Cả Huyễn Tinh Giới rơi vào khiếp đảm. Chuyện gì thế này? Các cường giả đồng loạt nhìn về nơi phát ra âm thanh. Mà Diệp Huyên đã bước vào siêu thời không, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng gì từ vụ nổ. Khiến Huyễn Yêu Vương hoang mang vô cùng. Toàn thân gã đã nứt nẻ, máu nhuộm đỏ thẫm. Gã trọng thương rồi. Diệp Huyên liếc xéo gã quá yếu. Rồi xoay người biến mất ở nơi xa. Uy lực vẫn không đủ. Phải tăng cường lên nữa. Nhưng nguyên nhân chính là hắn đã kiệt sức rồi, không thể dùng thêm lần thứ hai. Diệp Huyên rời đi, để lại Huyễn Yêu Vương thẫn thờ lẩm bẩm, ông đây mà thua sao? Thua rồi sao? Diệp Huyên rời khỏi Huyễn Tinh Giới, mà Huyễn Yêu Vương lại không đuổi theo hắn. Bởi vì sau khi ra khỏi Huyễn Tinh Giới, thực lực của gã sẽ suy giảm rất nhiều. Lúc này trong lòng Huyễn Yêu Vương đang vô cùng nghi hoặc. Chiêu vừa nãy của tên này là gì? Vì sao uy lực lại đáng sợ đến vậy? Sắc mặt Huyễn Yêu Vương trở nên hơi khó coi.
bởi vì gã phát hiện sinh mạng nền văn minh nhân loại cấp thấp này có vẻ cũng không yếu lắm. Như nghĩ tới điều gì, gã xòe tay, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay gã. Nhìn thanh kiếm này, gã nhíu mày. Bởi vì gã phát hiện mình sử dụng thanh kiếm này rất bình thường, nhưng gã có thể cảm nhận được thực ra nó không hề bình thường mà còn rất đặc biệt. Thế này là thế nào? Huyễn Hiêu Vương cực kỳ khó hiểu. Vẫn phải nghiên cứu thêm. Huyễn Hiêu Vương suy nghĩ một chút rồi quay người rời đi. Còn Diệp Huyên, gã không nghĩ nhiều, tuy hiện tại thực lực của Diệp Huyên mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng ở huyễn tinh giới, gã mới là vương. Sau khi rời khỏi huyễn tinh giới, Diệp Huyên lại vào tiểu tháp. Tu luyện. Chiêu vừa rồi có uy lực bất phàm, nhưng muốn tiêu diệt Huyễn Hiêu Vương vẫn còn rất khó. Vẫn phải mạnh hơn nữa. Vì vậy Diệp Huyên lại tiếp tục tu luyện. Lần này tuy không thắng nhưng lại khiến hắn nhìn thấy được khả năng vô hạn, cho nên giờ phút này hắn vô cùng hưng phấn. Chiêm Đài Linh Nhi yên lặng ngồi một bên, nàng ta cứ nhìn Diệp Huyên như thế. Hiện giờ mỗi ngày nàng ta đều suy nghĩ làm sao để lừa được Diệp Huyên cho mình phương pháp tu luyện kia. Nhưng nàng ta phát hiện, nhân loại này hơi thông minh. Không dễ lừa. Chiêm Đài Linh Nhi thở dài, hơi bất đắc dĩ. Cứ thế, chớp mắt đã mấy chục năm qua đi, mà bây giờ Diệp Huyên đã có thể nén thời không trong phạm vi trăm dặm. So với lần trước, lần này phạm vi đã mở rộng hơn không chỉ 5 lần. Mà uy lực cũng vô cùng mạnh. Điều đáng nói là hắn đã vay Chiêm Đài Linh Nhi 100.000 viên thần chi tinh rồi. Nhưng lần này Chiêm Đài Linh Nhi lại cực kỳ hào phóng, Diệp Huyên muốn vay bao nhiêu nàng ta cũng cho. Thả con săn sắt, bắt con cá rô. Một canh giờ sau, Diệp Huyên dẫn Chiêm Đài Linh Nhi ra khỏi tiểu tháp, sau đó hai người lại đến huyễn tinh giới. Vừa bước vào huyễn tinh giới, vô số luồng khí thế đã lập tức khóa chặt lấy hắn và Chiêm Đài Linh Nhi. Nét mặt Diệp Huyên bình tĩnh như nước. Mà lúc này Huyễn Hiêu Vương đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, gã nhìn hắn, đang định lên tiếng thì Diệp Huyên chợt giơ tay tấn công. Ầm. Thời không trong phạm vi mấy chục triệu dặm trong nháy mắt sụp đổ. Hủy thiên diệt địa. Giờ khắc này, tất cả cường giả ở huyễn tinh giới đều chấn động. Mà Huyễn Hiêu Vương thì đã hoàn toàn chết lặng. Gã không chết nhưng cơ thể của gã đã bị nổ tung. Không chỉ vậy, linh hồn cũng bị trọng thương. Huyễn Hiêu Vương lúc này đã hoàn toàn ngây người. Đây là chiêu gì thế? Chiêm Đài Linh Nhi ở bên cạnh cũng sửng sốt. Nàng ta không ngờ chiến lực của Diệp Huyên đã trở nên khiếp khủng thế này. Đây là Huyễn Hiêu Vương đó. Tương đương với một vị huyền tôn đấy. Không, ở huyễn tinh giới, thực lực của Huyễn Hiêu Vương còn mạnh hơn huyền tôn. Nhưng giờ phút này, Huyễn Hiêu Vương lại bị Diệp Huyên làm trọng thương. Điều này có nghĩa là thực lực của Diệp Huyên đã tương đương với một huyền tôn rồi. Không thể tin nhưng đồng thời Chiêm Đài Linh Nhi cũng vui mừng khôn xiết. Nếu có được phương pháp tu luyện này, nàng ta sẽ trở thành vua của thần chi tộc. Nghĩ đến đây, nàng ta không nhịn được cười. Có Diệp Huyên bên mình, thiên hạ trong tay ta. Diệp Huyên nhìn Huyễn Hiêu Vương, thật yếu. Nói xong hắn đưa Chiêm Đài Linh Nhi quay người biến mất ở nơi sâu trong tinh không. Huyễn Hiêu Vương ở tại chỗ ngớ người. Chuyện gì thế này? Lúc này, một Hiêu Vương khác xuất hiện trước mặt Huyễn Hiêu Vương. Hiêu Vương này là một trong ba đại Hiêu Vương của huyễn tinh giới, Cổ Hiêu Vương. Cổ Hiêu Vương nhìn Huyễn Hiêu Vương trước mặt, có chuyện gì vậy? Huyễn Hiêu Vương im lặng một lát rồi lấy kiếm Thanh Huyên ra, kể rõ đầu đuôi sự việc. Cổ Hiêu Vương nghe xong, nhìn kiếm Thanh Huyên trước mặt, nhíu mày nói, không tồi. Huyễn Hiêu Vương gật đầu, đây hẳn là vật của sinh mạng nền văn minh cấp cao. Cổ Hiêu Vương nhìn Huyễn Hiêu Vương, thanh kiếm này không tầm thường, nói cách khác người dùng nó cũng không tầm thường. Huyễn Hiêu Vương lập tức lắc đầu, người vừa nãy đó chỉ là một sinh mạng nền văn minh cấp thấp. Cổ Hiêu Vương lập tức hỏi, một sinh mạng nền văn minh cấp thấp mà lại có thể khiến ngươi trọng thương được à? Huyễn Hiêu Vương nghe thế thì chau mày, trầm tư một chút mới nhìn Cổ Hiêu Vương nói, đúng thế. Vì sao một sinh mạng nền văn minh cấp thấp có thể khiến ta trọng thương được? Nghe vậy, mặt Cổ Hiêu Vương vặn vẹo. Ngươi hỏi ta. Cổ Hiêu Vương nhất thời cạn lời. Cái quái gì thế?
Cổ yêu vương khẽ thở dài, sợ là ngươi đã chọc giận nền văn minh thần bí rồi. Huyễn yêu vương trầm giọng bảo, hắn thật sự là sinh mệnh của nền văn minh cấp thấp. Hắn, chắc chắn là hắn chơi xấu. Cổ yêu vương im lặng. Huyễn yêu vương lại nói, bây giờ phải làm sao? Cũng không thể trả lại cho hắn được chứ. Nếu cứ thế trả cho hắn thì chẳng phải ta sẽ quá mất mặt sao? Ta còn phải sống nữa. Cổ yêu vương nhìn Huyễn yêu vương, vậy ngươi nghĩ nên làm thế nào? Huyễn yêu vương ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo, ta thấy dễ thôi, chỉ cần đánh chết hắn là được. Lâu sau hắn tới, chúng ta đánh hội đồng. Đánh hội đồng. Cổ yêu vương khẽ thở dài, nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh hắn không? Huyễn yêu vương gật đầu, nhìn thấy rồi. Cô gái đó thật sự rất đẹp. Cổ yêu vương lại nói, nàng là người của nền văn minh thần chi. Huyễn yêu vương gật đầu, cô nương của nền văn minh thần chi thật đẹp. Cổ yêu vương nhìn chằm chằm Huyễn yêu vương, người không thể dùng não được à? Nàng là người của nền văn minh thần chi. Có nghĩa là phía sau thanh niên kia có thể do nền văn minh thần chi điều khiển. Huyễn yêu vương nhíu mày, điều khiển. Nói xong gã nổi đoá, nền văn minh thần chi đúng là không biết xấu hổ, lại đi nhắm vào ta. Cổ yêu vương nói, không phải nhắm vào ngươi mà là huyễn tinh giới chúng ta. Huyễn yêu vương trầm giọng, vậy phải làm sao? Chúng ta cũng không thể ra ngoài được. Cổ yêu vương nhìn nơi Diệp Huyên biến mất lúc trước rồi bảo, chắc chắn người này sẽ còn xuất hiện lần nữa. Huyễn yêu vương trầm giọng bảo, ta mất cơ thể rồi. Cổ yêu vương. Diệp Huyên lại đưa chiêm đài Linh Nhi trở về tiểu tháp. Diệp Huyên khoanh chân ngồi xuống tiếp tục tu luyện. Lần này hắn muốn tu luyện đến cực hạn. Chiêu vừa rồi gần như đã giết được Huyễn yêu vương trong giây lát. Lực vẫn còn kém một chút. Chiêm đài Linh Nhi ở bên cạnh tò mò hỏi, nếu phương pháp này làm đến cực hạn thì sẽ thế nào? Diệp Huyên cười, tới cực điểm thì như lời muội muội ta nói, chỉ phất tay một cái là có thể hủy diệt được nền văn minh thần chi cả triệu lần. Triệu lần. Nghe lời này, chiêm đài Linh Nhi im lặng. Nàng ta không cảm thấy đối phương đang bốc phét, bởi sinh mệnh của nền văn minh cấp cao muốn hủy diệt sinh mệnh nền văn minh cấp thấp thật sự quá dễ dàng. Giống như nền văn minh thần chi hủy diệt nền văn minh nhân loại vậy, thật sự rất đơn giản. Đây chỉ là thuần túy áp chế duy độ. Diệp Huyên không để ý đến chiêm đài Linh Nhi nữa, bắt đầu tiếp tục tu luyện, bây giờ hắn đã nóng lòng muốn thấy mình đạt đến cực hạn sẽ như thế nào lắm rồi. Thời gian trong tiểu tháp cứ trôi qua từng chút, đến cuối cùng Diệp Huyên đã có thể nén được thời không hàng triệu trượng. Diệp Huyên nhìn sợi chỉ trong tay với vẻ mặt vô cùng nặng nề. Sức mạnh ẩn chứa trong sợi chỉ này khiến hắn cảm thấy đáng sợ. Thậm chí hắn cảm thấy nếu mình không vào siêu thời không thì sẽ bị nổ chết. Biến thái. Chiêm đài Linh Nhi ở bên cạnh nhìn sợi chỉ trong tay Diệp Huyên mà vẻ mặt và ánh mắt đều trở nên nghiêm nghị. Nàng ta cũng có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ bên trong sợi chỉ này. Mà khi Diệp Huyên tấn công, nếu cường giả mệnh huyền cảnh không phòng bị thì chắc chắn sẽ không thể phòng ngự được. Quá đáng sợ. Nhất định phải có được phương pháp tu luyện này. Chiêm đài Linh Nhi vô cùng phấn khích. Diệp Huyên đột nhiên vung tay phải, trong nháy mắt, sức mạnh ấy biến mất. Diệp Huyên nhìn xung quanh, khẽ mỉm cười, lần này hắn rất hài lòng. Nếu sợi chỉ này được tích hợp trong kiếm thì uy lực sẽ còn đáng sợ hơn nữa. Tiếc là kiếm bình thường không chịu nổi sức mạnh này, chỉ kiếm Thanh Huyên mới có thể chịu được. Lúc này chiêm đài Linh Nhi chợt hỏi, đến huyễn tinh giới à? Diệp Huyên lắc đầu, không. Nàng ta khó hiểu, vì sao? Diệp Huyên cười bảo, có bài học lần trước chắc chắn lần này bọn họ sẽ có mai phục, lần này đến sợ là sẽ bị đánh hội đồng. Chiêm đài Linh Nhi suy nghĩ một lúc rồi bảo, cũng đúng, vậy phải làm sao? Diệp Huyên cười, bọn họ không thể ra khỏi huyễn tinh giới đúng không? Chiêm đài Linh Nhi gật đầu, đúng. Nếu ra ngoài thì thực lực của họ sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng ở trong đó thì lại sẽ tăng lên rất nhiều. Diệp Huyên khó hiểu hỏi, tại sao lại như vậy? Chiêm đài Linh Nhi lắc đầu, không biết. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, cũng có nghĩa là bọn họ chỉ có thể bị động chịu đòn thôi, đúng không? Chiêm đài Linh Nhi gật đầu, có thể nói như vậy, nhưng nếu ở bên trong thì không. Sẽ đổi thành chúng ta bị đánh.
Diệp Huyên mỉm cười rồi bảo, ta đi tìm người. Nói xong hắn xoay người rời đi. Tìm người. Chiêm Đài Linh Nhi sửng sốt rồi nhanh chóng đi theo. Diệp Huyên trở lại thư viện Quan Huyên, điều khiến hắn thất vọng là nha đầu Thanh Khâu vẫn chưa về. Không biết đã đi đâu rồi. Diệp Huyên tìm đến Tần Quan. Trong sân, Tần Quan chớp mắt nói, cho nổ huyễn tinh giới. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Tần Quan ngẫm nghĩ rồi vỗ tay cười, được thôi. Diệp Huyên. Tần Quan hưng phấn nói, ta nói cho ngươi nghe, gần đây ta đã nghiên cứu ra một loại vũ khí siêu cấp, đang giàu vì không biết thử ở đâu đây. Diệp Huyên hơi tò mò, vũ khí gì? Tần Quan cười bảo, đi theo ta. Nói xong nàng ta quay người chuẩn bị rời đi, nhưng lúc này lại chợt nhìn sang Chiêm Đài Linh Nhi bên cạnh, nàng ấy là ai? Diệp Huyên cười trả lời, nàng ấy là Chiêm Đài Linh Nhi, đến từ nền văn minh thần chi. Nền văn minh thần chi. Tần Quan gật đầu, vỗ vai Diệp Huyên nghiêm túc nói, Dương Bá Phụ nói với ta, bảo ta trông chừng ngươi, không để ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài, ảnh hưởng không tốt, biết chưa? Nói xong nàng ta quay lưng rời đi. Trêu hoa ghẹo nguyệt. Diệp Huyên sững sờ. Đây là lời phụ thân dặn sao? Diệp Huyên câm nín. Tự hỏi đang yên đang lành mà cha lại đi dặn dò Tần Quan làm gì? Nhưng hắn không suy nghĩ nhiều nữa mà đưa Chiêm Đài Linh Nhi đi cùng. Nàng bây giờ là nguồn tài chính lớn nhất cho việc tu luyện của hắn, đi đâu cũng phải mang theo cùng. Một hồi sau, Tần Quan đưa hai người đến một căn cứ bí mật. Nơi này do Tần Quan đích thân dựng nên, chuyên dùng để chế tạo vô số vũ khí cung cấp cho nàng ta. Lòng hiếu kỳ của Diệp Huyên được đẩy lên cao nhất. Bước vào căn cứ rồi, hắn nhận ra nơi này không có chút nào là bí hiểm, ngược lại còn rộn ràng nhộn nhịp vô cùng. Chiêm Đài Linh Nhi cũng dương đôi mắt tò mò ngó nghiêng tứ phía, thi thoảng lại hỏi hắn vài ba câu. Tần Quan dẫn Diệp Huyên đi xuống thật sâu trong lòng đất. Họ vừa đến nơi thì đã được một ông lão áo xám ra tiếp đón. Ông ta cung kính thi lễ với Tần Quan, tham kiến các chủ. Sau đó chuyển sang Diệp Huyên, tham kiến Diệp Thiếu. Tần Quan hỏi, tiến độ đến đâu rồi? Ông lão cười đáp, đã xong rồi ạ. Tần Quan gật gù, dẫn chúng ta đi xem. Ông lão vội vã làm theo. Chẳng bao lâu sau, họ đi đến một sơn cốc với hình dạng như đáy nồi, nơi trung tâm dựng lên một cây cột hình trụ dài đến nghìn trượng, trên bề mặt của nó là chi chít những bùa chú màu đen trông cực kỳ bí ẩn. Diệp Huyên đánh mắt nhìn Tần Quan, nghe nàng ta cười nói, đây là một quả siêu lựu đạn ta vừa nghiên cứu ra. Hắn ngắm nhìn vật kia một phen, tên nó là gì? Tần Quan chớp mắt, chuyên trị mấy đứa không phục. Diệp Huyên á khẩu không nói được gì. Tần Quan cười khà khà, người muốn nổ chết đứa nào, cho ta cái tọa độ là được. Diệp Huyên nói ngay, huyễn tinh giới. Đoạn khép tay lại điểm nhẹ vào giữa trán Tần Quan, để vị trí nơi ấy xuất hiện trong đầu nàng ta. Một hồi sau, Tần Quan nhoẻn cười, làm ngay đây. Nàng ta vỗ tay, gọi một cô gái xuất hiện. Chính là người luôn lo toàn phụ trách mọi việc thay nàng Tiểu Ái. Tiểu Ái thấy Diệp Huyên thì hơi khom người thi lễ. Hắn cười chào hỏi, lâu rồi không gặp. Tiểu Ái chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Tần Quan khép tay lại, ấn lên trán nàng ta, tọa độ đây. Tọa độ. Một hồi sau, Tiểu Ái rời đi. Tần Quan cười cười nói, nàng đang đi chuẩn bị. Diệp Huyên tò mò hỏi, thứ này. Uy lực có lớn không? Tần Quan cười, siêu lớn. Một hồi nữa ngươi sẽ thấy. Diệp Huyên gật gù, rồi như nghĩ đến gì mà hỏi, phải rồi, cô có biết nha đầu Thanh Khâu chạy đến nơi nào rồi không? Tần Quan cười, còn nhớ lúc trước chúng ta nói muốn tạo ra một đội quân bí ẩn không? Nàng ấy tự tay lựa ra 100 người dẫn đi tu luyện rồi. Đội quân bí ẩn? Diệp Huyên hỏi dồn, tu luyện ở đâu? Tần Quan lắc đầu, Thanh Khâu cô nương không nói. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một hồi, vậy có nói chừng nào về không? Tần Quan lại lắc đầu, cũng không, chỉ nói nàng muốn khiến ngươi bất ngờ. Bất ngờ. Diệp Huyên cười rộ lên. Đúng là muội muội tốt của hắn. Không như cha, chỉ biết làm hắn hết hồn. Lúc này, cây cột chuyên trị mấy đứa không phục ở đằng xa bỗng rung lên kịch liệt.
hấp dẫn tầm mắt ba người. Họ thấy nó chậm rãi bay lên cao, sau đó trên bầu trời bỗng xuất hiện một cái hố đen to cộ. Phần đuôi cây trụ phụt ra ngọn lửa sáng ngời, phóng vút lên cao, chui vào hố đen. Cùng lúc đó, một màn ảnh xuất hiện trước mắt họ, đang chiếu ra hình ảnh của chuyên trị mấy đứa không phục. Nó đang bay vù vù với một tốc độ khủng khiếp. Đến nỗi Diệp Huyên cũng phải trố mắt ra. Bởi vì nó rất giống với kiếm Thanh Huyên. Tần Quan cười đắc chí, ta bắt chước dựa trên nguyên lý của kiếm Thanh Huyên đấy. Diệp Huyên thì thào, lợi hại. Kiếm Thanh Huyên do Thanh Nhi tạo ra, Tần Quan có thể bắt chước nguyên lý của nó đã là một việc cực kỳ xuất chúng. Dưới tầm mắt chăm chú của ba người, quả bom chuyên trị mấy đứa không phục bay vào huyễn tinh giới. Một tiếng giống giận vang ra từ bên trong, làm càn. Quỳnh! Nào ngờ âm thanh vừa dứt, đã có một đám mây hình nấm cao cả chục nghìn trượng bốc lên từ trong huyễn tinh giới. Toàn bộ nơi ấy như trời long đất lở, khói mù dày đặc và ánh lửa cuồn cuộn ầm ầm ùa ra, biến nó thành một vùng khói lửa tràn ngập. Chứng kiến cảnh này, Diệp Huyên và Chiêm Đài Linh Nhi đều ngây dại. Chiêm Đài Linh Nhi trợn to mắt, thứ gì thế này? Kinh khủng quá! Diệp Huyên cũng khiếp sợ không thôi. Uy lực của thứ này quá mức đáng sợ. Hoàn toàn không thua kém gì chiêu nén không gian hắn vừa học. Mấu chốt nhất là tầm bắn nó lại xa nữa. Thêm cả phương thức truyền tống đặc thù này, vô số người sẽ bị đánh ra bã, đã vậy còn không biết bị ai đánh. Vượt quá lẽ thường, lúc này ở huyễn tinh giới, có mấy chục luồng sức mạnh hùng hậu xuất hiện càn quét bốn phía. Khói lửa nháy mắt bị dập tắt, nhưng cả thế giới đã bị san thành bình địa. Trên không trung, Cổ Yêu Vương và Huyễn Yêu Vương rơi vào hoang mang. Không chỉ họ mà các cường giả khác cũng hốt hoảng hết sức. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Trong lòng chúng yêu tràn đầy hoài nghi. Sắc mặt Cổ Yêu Vương xấu xí đến cực độ, chắc chắn là Văn Minh Thần Chi kia. Cũng là đối thủ duy nhất hiện nay của huyễn tinh giới. Huyễn Yêu Vương phẫn nộ quát lên, hay cho Văn Minh Thần Chi. Ông thề đếch đội trời chung với các ngươi. Cổ Yêu Vương lại nói, không phải. Thứ vừa rồi trông không giống như đến từ đó. Hơn nữa nếu đúng là chúng tấn công, sao chúng ta lại không biết? Đồng tử y bỗng rụt lại, chẳng lẽ là tên thanh niên trước đó? Huyễn Yêu Vương lại gầm lên, hay cho Văn Minh nhân loại? Ông thề đếch đội trời chung với các ngươi. Cổ Yêu Vương hạ giọng, tên này được Văn Minh Thần Chi thừa nhận, ắt có chỗ hơn người. Huyễn Yêu Vương quát, không phải chỉ là một thanh kiếm thôi sao? Đúng là thứ con người hẹp hòi, không biết nhìn xa trông rộng. Chúng yêu. Sắc mặt Cổ Yêu Vương càng khó xem tợn. Y biết huyễn tinh giới lần này gặp phải đối thủ khó xơi rồi. Thấy y nhìn sang, Huyễn Yêu Vương nói, cũng không thể cứ trả lại cho hắn chứ hả? Rồi Huyễn Yêu Vương ta sau này biết ra đường thế nào? Ta cho ngươi biết, gì chứ thể diện là phải giữ. Cổ Yêu Vương, tạm thời không thể trả lại. Theo kết quả nghiên cứu trước mắt, thanh kiếm này mang lại giá trị cực lớn, ẩn chứa điểm tri thức của một nền văn minh mới tinh. Vì vậy không thể trả lại ngay. Sau một hồi im lặng, y lại nói, phải thương lượng với hắn thôi. Huyễn Yêu Vương gầm ghè, mất mặt, đã quyết tâm ác thì phải ác cho chót, giờ lại bày đặt thương với trả lượng. Ta không có cái mặt mũi ấy để vứt. Cổ Yêu Vương quắc mắt chừng gã, chỉ là kế hoãn binh mà thôi. Huyễn Yêu Vương lắc đầu, ta thấy vô dụng thôi lão cổ, tên kia trông không phải kẻ ngu, tốt nhất là dụ hắn đến đây rồi giải quyết, một lần cho mãi mãi. Dụ đến. Cổ Yêu Vương, e rằng hắn sẽ không chịu đến. Huyễn Yêu Vương, thì ngươi nghĩ cách đi. Cổ Yêu Vương. Đúng lúc này, lại có một luồng khí tức khủng bố xuất hiện trên đầu bọn họ. Lại là một cây trụ khác giáng xuống. Sắc mặt các cường giả trở nên xấu đi trông thấy. Cổ Yêu Vương vội phân phó, giữ nó lại. Sau đó y lao ra ngoài. Huyễn Yêu Vương kia giơ tay tung ra cú đấm, để quyền mang hùng hậu nện vào thân trụ. Rầm. Cây trụ có chiều hướng vỡ ra. Cổ Yêu Vương thấy vậy thì tức tối thét lên, đồ ngu. Ta bảo ngươi giữ nó, không phải đánh nát, ngươi. Lời còn chưa dứt, một luồng sức mạnh khủng khiếp đã lan tràn khắp bốn phía, khiến huyễn tinh giới nứt vỡ từng chút một.
hàng loạt cường giả điên cuồng tháo chạy, không dám nghênh đón chính diện. Năng lực này chỉ cổ yêu vương và huyễn yêu vương mới có, số còn lại đều chạy thục mạng. Chừng nửa giờ sau, cổ yêu vương nhìn huyễn tinh giới này đã trải rộng vết mạng nhện với gương mặt tăm tối vô cùng. Huyễn yêu vương thì phẫn nộ quát tháo khắp nơi, con người kia. Ra đây mà đánh, đánh lén thì ngon lắm à. Giỏi ra đây tay đôi. Không ai đáp lời. Cổ yêu vương ngẩng lên, âm trầm cất tiếng, bước ra đây nói chuyện, con người. Vẫn không có tiếng trả lời. Khiến sắc mặt y càng thêm khó coi. Tại căn cứ bí ẩn. Nhìn huyễn tinh giới thành một đống hoang tàn, Diệp Huyên không kiềm được sự hưng phấn, nổ. Nổ nữa đi, nổ chết chúng nó. Tần Quan lắc đầu, mới làm ra hai quả thôi, dùng hết rồi. Diệp Huyên chớp mắt, thì làm tiếp. Tần Quan cười danh mãnh, có tiền không? Diệp Huyên im luôn. Bây giờ hắn cũng thành người nghèo rồi. Chiêm Đài Linh Nhi bỗng mở miệng, huyễn tinh giới nơi nào cũng đầy tiền, chỉ cần chiếm được, muốn bao nhiêu thần chi tinh cũng sẽ có. Tần Quan nghiêm giọng, thế thì khác gì làm cướp, ta và tiểu huyên tử không phải người như thế. Chiêm Đài Linh Nhi. Tần Quan hỏi Diệp Huyên, tiểu tháp của ngươi đâu? Diệp Huyên vươn tay đẩy nó sang. Tần Quan cười nói, ta mượn dùng chút nhé. Diệp Huyên tỏ vẻ phật lòng, mượn gì mà mượn, cái gì của ta mà không phải là của cô, sau này đừng nói mấy lời khách khí đó nữa. Ánh mắt Tần Quan nhìn hắn tràn đầy ấm áp, cười nói, được. Sau đó xoay người đi. Hiển nhiên là để bắt tay làm thêm lựu đạn rồi. Đợi nàng ta khuất dạng, Chiêm Đài Linh Nhi hỏi, Diệp công tử, cô nương đó là thê tử của ngươi à? Diệp Huyên nhìn sang, cô hỏi làm gì? Nàng cười, tò mò thôi. Diệp Huyên cười cười, không nói gì thêm. Chiêm Đài Linh Nhi, con người không phải có tục tam thê tứ thiếp sao? Diệp Huyên, đúng. Chiêm Đài Linh Nhi lắc đầu, nhưng văn minh thần chi chúng ta thì đều theo chế độ một vợ một chồng, cả đời chỉ có một người cùng đi. Diệp Huyên buột miệng, nghe không ổn lắm, có thể thay đổi. Rồi như nghĩ đến điều gì mà im bặt. Chiêm Thai Linh Nhi nhíu mày hỏi, sao lại không ổn? Cả đời chỉ thích duy nhất một người, chỉ cùng người đó nắm tay đi đến cuối không phải rất tốt hay sao? Diệp Huyên ngẫm nghĩ một hồi mới hỏi lại, văn minh thần chi các cô đông dân không? Nàng lắc đầu, không nhiều. Hắn cười, đấy, chỗ bất ổn nằm ở đó đấy. Nó ảnh hưởng xấu đến việc gia tăng dân số. Chiêm Thai Linh Nhi im lặng một hồi mới hỏi, vậy tại sao không thể là một vợ nhiều chồng? Diệp Huyên chần chừ, chắc là hai chúng ta không nên thảo luận về chủ đề này đâu. Dù sao một chồng nhiều vợ cũng đâu phải do ta phát minh đâu hả? Chiêm Thai Linh Nhi, nhưng người vẫn không nên làm vậy, mà nên theo chế độ một vợ một chồng mới đúng. Diệp Huyên, cô nói phải. Chiêm Thai Linh Nhi vội hỏi, người bằng lòng theo một vợ một chồng. Diệp Huyên lắc đầu thở dài, Linh Nhi cô nương à, văn minh thần chi các cô theo chế độ này, nhưng ta hỏi cô, tất cả cường giả nơi ấy đều chỉ có một người phụ nữ bên mình hay sao? Chiêm Thai Linh Nhi im lặng. Diệp Huyên cười, bản thân xã hội vốn đã không tồn tại hai chữ công bằng rồi. Người có tiền, có quyền thì bên mình có đến hàng trăm cô gái, người không có gì, muốn cưới một cô cũng không được. Đây chính là thực tế. Tương tự, một người con gái có quyền có tiền cũng có thể kết giao với rất nhiều chàng trai. Chiêm Thai Linh Nhi buông tiếng thở dài. Bởi nàng không cách nào phản bác. Diệp Huyên, vấn đề này không nên mang ra bàn luận, bởi có bàn đến đâu cũng không có kết quả được. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Để lại Chiêm Thai Linh Nhi trầm ngâm một hồi rồi lầm bầm, kết giao với nhiều chàng trai à hì hì. Diệp Huyên trở về thư viện, quy mô của nó hiện nay đã đến hay chữ cực đại, phủ sóng tất cả các vũ trụ đã biết ngoại trừ văn minh thần chi và huyễn tinh giới. Tín ngưỡng chi lực của hắn cũng theo đó mà tăng cao. Tiếc rằng không có kiếm Thanh Huyên trong tay. Bằng không hắn có thể dung nạp tuyệt học của mình vào trong, khi ấy chắc chắn sẽ mạnh vô cùng. Uy lực của Thanh Huyên nhất kiếm vốn đã không tầm thường, nếu có thêm nén không gian vào nữa thì sẽ hết sức kinh khủng. Nhưng hắn không vội. Kiếm này, hắn sẽ không đi lấy lại, mà sẽ đợi huyễn tinh giới chủ đích thân đến trả. Dám không trả ư?
thì mỗi ngày tặng cho một quả chuyên trị mấy đứa không phục thôi. Những ngày sau đó, Diệp Huyên lại lao vào tu luyện. Phương pháp Thanh Nhi đưa cho Huyên thâm sâu rộng vô cùng, hắn chỉ mới mò đến được phần nổi của tảng băng. Trong lúc đó, chiêm thai Linh Nhi một mực ở bên cạnh, cũng là việc bắt buộc với phương pháp này. Vì lựu đạn được chế tạo bên trong tiểu tháp nên tốc độ cũng được đẩy lên rất nhanh, không qua bao lâu đã lên đến cả 100 viên. Mà quả sau còn mạnh hơn quả trước. Sau mỗi một lần chế tạo, đoàn đội của Tần Quan đều xúm lại cải tiến nên thành phẩm mạnh dần theo thời gian. Quả lựu đạn mới nhất đã mạnh hơn quả đầu tiên gấp 10 lần là ít. Diệp Huyên xem mà phục sát đất. Khoa học kỹ thuật của Tần Quan đúng là luôn bắt kịp thời đại. Bởi vì nàng ta học hỏi từ Thanh Nhi mà. Cho nên mỗi một lần đột phá đều mang đến biển chuyến về chất lượng. Một hôm nọ, Tần Quan lại dẫn Diệp Huyên đến đài bắn pháo. Tiếp tục oanh tạc huyễn tinh giới. Tại huyễn tinh giới. Một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, sau đó là một quả chuyên trị mấy đứa không phục rơi xuống. Không thèm nói một lời. Chỉ có một chữ, nổ. Nổ tới khi nào chịu phục thì thôi. Thấy lựu đạn bay tới, Cổ Yêu Vương và các cường giả khác hoảng sợ không thôi. Sao nó lại xuất hiện nữa? Nhưng đó chỉ là quả đầu tiên, đằng sau còn có 10 quả khác. Thấy nguyên một đám này kéo tới, sắc mặt Cổ Yêu Vương trắng bệch như tờ giấy. Bỏ con mẹ nó rồi. Y vốn định lao ra ngăn cản, nhưng giờ thì ngăn cái qué gì nữa. Bọn họ vắt giò lên cổ mà chạy, nhưng không chạy khỏi huyễn tinh giới mà là chui vào nơi trung tâm của nó. Chính là tinh giới. Nơi này có thể được xem như trái tim của huyễn tinh giới, có một kết giới vững chắc dựng lên. Nhưng bọn họ vừa đặt chân vào thì toàn thể huyễn tinh giới đã sụp đổ tan tành. Ngay cả tinh giới cũng rung lên bần bật. Làm cả bọn khiếp hãi không thôi. Thứ kia rốt cuộc là gì vậy? Huyễn tinh giới rung lắc một hồi lâu sau mới dừng lại, các cường giả mới dám đi ra ngoài. Vừa bước ra thì sững người tại chỗ. Bởi vì bốn phía chỉ có một màu đen nhánh. Trừ tinh giới ra, toàn bộ huyễn tinh giới đã biến mất. Bọn họ trố mắt nhìn nhau. Chết chắc rồi. Lúc này, một luồng kiếm quang thoát cái xuất hiện trước mặt họ. Khi nó tản đi, Diệp Huyên bước ra. Huyễn Yêu Vương thấy hắn thì quát tháo, con người, chơi bẩn hèn hạ. Gã vừa toan ra tay thì lại có một quả chuyên trị mấy đứa không phục xuất hiện trên cao. Huyễn Yêu Vương biến sắc, một hồi sau gầm ghè, hôm khác ông vả chết ngươi. Diệp Huyên nhìn gã, làm thế quái nào mà ngươi thành Yêu Vương hay vậy? Huyễn Yêu Vương quắc mắt, thì cứ làm thôi. Diệp Huyên cạn lời. Cổ Yêu Vương lên tiếng, các hạ ít có quá đáng lắm. Diệp Huyên thở dài, xem ra các ngươi còn chưa nhận thức rõ nhỉ. Hắn xoay đi, quả chuyên trị mấy đứa không phục cũng theo đó rơi xuống. Đám người Cổ Yêu Vương sững ra. Một đợt oanh tạc mới lại bắt đầu. Lần này kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, khi ấy tinh giới tuy vẫn còn nhưng cũng đã gần tan tành đến nơi. Đám người Cổ Yêu Vương co cụm trong sợ hãi. Nếu nó vỡ thật thì lớn chuyện. Thấy Diệp Huyên lại xuất hiện trước lối vào, Huyễn Yêu Vương vừa mở mồm định quát tháo thì bị Cổ Yêu Vương can lại. Y chừng gã một cái tóe lửa rồi chỉ lên trên cao, nơi 10 quả chuyên trị mấy đứa không phục đã mai phục sẵn. Sự hiện diện của chúng làm Huyễn Yêu Vương nguôi đi trông thấy. Thân xác của gã rất mạnh, nhưng không đến mức có thể ăn trọn những thứ này. Sẽ chết đấy. Cổ Yêu Vương nhìn Diệp Huyên, người rốt cuộc muốn gì? Hắn lãnh đạm đáp, ta đến đây để xin lỗi các ngươi. Xin lỗi. Mấy chữ này khiến đám người huyễn tinh giới ngây ra. Người này đến để xin lỗi. Huyễn Yêu Vương trần trừ, ngươi cho nổ nát thế giới của chúng ta rồi đến xin lỗi. Con người kia, ngươi cho rằng xin lỗi là xong chuyện à? Diệp Huyên thật sự không biết phải nói gì. Đờ cờ mờ. Lão khốn nạn này cho rằng hắn đến xin lỗi thật đấy à? Nói chuyện với mấy thằng ngu mệt đầu quá. Ánh mắt của hắn chuyển sang Cổ Yêu Vương, thấy y do dự mở lời, ngươi đến xin lỗi thật sao? Diệp Huyên thộn mặt ra. Ngoá nó chứ.
Sao cái huyễn tình giới này toàn mấy kẻ ngây thơ như bò đeo nơ vậy? Hắn thở dài thườn thượt, thật sự là đến xin lỗi. Đoạn chỉ tay lên cao, đây, thấy ta chân thành biết bao chưa? Nhóm người kia nghe vậy thì biến sắc. Cái này mà xin lỗi gì? Rõ ràng là uy hiếp. Cổ yêu vương, ngươi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Diệp Huyên nhăn nhó, sao tới bây giờ còn chưa chịu giác ngộ mà trả kiếm cho ta? Huyễn yêu vương cả giận la lên, kiếm nào của ngươi? Rõ ràng là của ta. Diệp Huyên cảm thấy đầu nhức bưng bưng. Cổ yêu vương do dự suy nghĩ một hồi mới nói, theo quy luật của vũ trụ, thần vật nằm trong tay cường giả. Trước kia nó là của ngươi, nhưng bây giờ là của chúng ta. Đây là quy định do chủ nhân bút đại đạo đặt ra, ngươi không phục thì đi tìm y mà nói. Chủ nhân bút đại đạo. Diệp Huyên nhếch mép, vậy là các ngươi đồng ý với quy luật thắng làm vua đúng không? Cổ yêu vương gật đầu lia lịa, đúng vậy. Diệp Huyên, được, muốn luật thì luật. Hắn xoay đi, quả chuyên trị mấy đứa không phục cũng theo đó rơi xuống. Toàn bộ thời không sôi lên sùng sục. Nhóm cổ yêu vương biến sắc, lại vội vã trốn vào tinh giới. Một đợt oanh tạc mới lại bắt đầu. Khi tinh giới hoàn toàn vụn vỡ, bỗng có một luồng khí tức hùng hậu xuất hiện, sau đó là một bàn tay khổng lồ quét ngang bốn phương. Quỳnh! Bao nhiêu uy lực khủng bố của quả chuyên trị mấy đứa không phục bị quét bay sạch sẽ. Huyễn tinh giới khôi phục lại bình thường. Đồng thời có một ông lão xuất hiện trên cao. Chính là đại yêu vương của huyễn tinh tộc. Các cường giả huyễn tinh giới thở phào nhẹ nhõm khi thấy ông ta. Đại yêu vương dương mắt nhìn Diệp Huyên phía xa. Ông ta vung tay, gọi một tia kiếm quang lóe lên. Một khắc sau, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Đại yêu vương nói, trả ngươi. Diệp Huyên lạnh nhạt hỏi, thế thôi à? Đại yêu vương đợi một hồi sau mới nói, chúng ta đã trả kiếm lại, con người nhà ngươi còn muốn làm gì? Diệp Huyên cười cười, xem ra các ngươi chưa tỉnh ngộ thật, đã vậy ta cũng không cần dùng võ đức nữa. Hắn cầm lấy kiếm Thanh Huyên, thời không trong phạm vi mấy triệu dặm bị nén lại thành một đường thẳng. Sau đó Diệp Huyên bước tới, chém mạnh xuống. Nhát chém khiến đại yêu vương biến sắc, vung tay sang ngang, gọi một đôi tay mở ảo dài đến vạn trượng xuất hiện trên cao. Đường kiếm kia cũng bay đến. Nó khiến đôi tay kia vỡ vụn trong nháy mắt, đẩy đại yêu vương bay đi mấy trăm nghìn trượng. Khi dừng lại, thân xác ông ta tan vỡ, chỉ còn linh hồn. Các cường giả huyễn tinh giới hóa đá tại chỗ. Đại yêu vương thua rồi ư. Một chiêu cũng không đỡ nổi. Diệp Huyên cầm kiếm đi về phía họ, từ giờ phút này, ta là vua của các ngươi, tiếp quản toàn bộ huyễn tinh giới. Ai không phục bước ra đây? Bọn họ, bước ra đây. Sắc mặt các cường giả huyễn tinh giới xấu xí vô cùng. Người mạnh nhất huyễn tinh tộc là đại yêu vương mà còn không đỡ nổi một kiếm của Diệp Huyên. Thử hỏi còn ai dám bước ra? Chỉ sợ vừa nhấc chân là bay luôn cái mạng. Không một ai dám hé răng nửa lời. Ngay cả huyễn yêu vương cũng trợn mắt há mồm tràn đầy khó tin. Tên con người này, trước kia hắn còn quay đầu bỏ chạy mà. Sao bây giờ lại kinh khủng như vậy? Gã nghĩ nát óc cũng không ra. Bỗng có giọng đại yêu vương trầm trầm vang lên, các hạ. Diệp Huyên liếc sang, đừng nói gì nữa, các ngươi cũng vậy. Bây giờ chỉ có ta nói, các ngươi làm, rõ chưa? Thấy đại yêu vương còn muốn lên tiếng, Diệp Huyên trở tay vung kiếm ra. Một luồng kiếm quang bay ra. Duỳnh. Linh hồn đại yêu vương bị chém văng đi mấy nghìn trượng rồi nhòe đi. Chúng cường giả huyễn tinh tộc biến sắc. Dưới ánh mắt của Diệp Huyên, đại yêu vương chần chừ một hồi rồi nói, ngươi nói đi. Hắn mới cất lời, huyễn tinh giới có bao nhiêu thần chi tinh? Đại yêu vương, tổng cộng 1 tỷ 80 triệu. 1 tỷ 80 triệu. Diệp Huyên giật nảy. Dầu vãi. Chiêm đài Linh Nhi bất ngờ chui từ trong tháp ra, kinh ngạc thốt lên, 1 tỷ 80 triệu. Đại yêu vương gật đầu với nàng, phải. Chiêm đài Linh Nhi hưng phấn hết sức, phát tài rồi. Dầu to rồi. Diệp Huyên lắc đầu cười. Chiêm đài Linh Nhi lại hỏi, các ngươi có bao nhiêu quặng mỏ thần chi tinh?
Đại yêu vương do dự rồi mới đáp chín. Diệp Huyên nhíu mày, ít thế. Chiêm đài Linh Nhi vội nói, không có ít đâu. Một mỏ có thể sản sinh ít nhất 1 triệu viên trong một năm, đã rất là đáng sợ rồi. Văn minh thần chi của chúng ta chỉ mới có 2 mỏ, mà bọn họ có tận 9. Ngoài sức tưởng tượng. Diệp Huyên nghe vậy thì gật gù, vậy được. Rồi nói với cô gái đang phấn khích kia, yên tâm, ta đã hứa cho cô một quãng thì sẽ giữ lời. Nàng nghe vậy thì tuét miệng cười, hay quá. Diệp Huyên lẳng lặng nhìn đại yêu vương. Thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn, ông ta vội nói, Huyễn Tinh tộc nguyện ý đi theo các hạ. Phải phục tùng mà thôi. Ông ta biết đây là con đường duy nhất. Bởi vì người này đã lộ sát tâm. Hắn muốn nhổ cỏ tận gốc, diệt trừ hậu họa. Nếu không đầu hàng ngay thì e rằng không còn cơ hội nữa. Nghe đại yêu vương nói vậy, Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi nói, vậy các ngươi gia nhập vào thư viện của ta hết đi. Ông ta vội vàng gật đầu, vâng. Diệp Huyên gật gù, ta sẽ phái người đến tiếp quản toàn bộ Huyễn Tinh giới. Rồi vươn tay ra. Lưỡng lự một hồi, đại yêu vương cũng đưa tay đẩy một chiếc nhẫn chứa đồ khổng lồ sang. Diệp Huyên nhìn vào, thấy bên trong đúng là 1 tỷ 80 triệu viên thần chi tinh. Hắn thu nhẫn về, nói với Chiêm Đài Linh Nhi, cô đi chọn mỏ đi. Nàng phấn khích cười, được. Diệp Huyên gật đầu rồi xoay người biến mất. Đại yêu vương thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Đường kiếm vừa rồi quá sức kinh khủng. Như nghĩ đến điều gì, ông ta tức giận quát Huyễn yêu vương, tất cả là tại ngươi. Huyễn yêu vương ấm ức vô cùng, không phải các ngươi đã nói kiếm kia rất tốt, không cần trả sao. Giờ quay sang trách ta làm gì? Đại yêu vương tức đến phát run. Lần này thì hay rồi, tiền mất tật mang. Tổn thất quá lớn. Chiêm đài Linh Nhi chợt cười lên, đại yêu vương đừng giận, gia nhập thư viện Quan Huyên cũng không phải chuyện xấu gì đâu. Ta biết nơi ấy bây giờ lợi hại lắm đó, về sau chỉ việc hưởng thụ thôi. Đại yêu vương cáu bản đột lại, thế sao văn minh thần chi của ngươi không gia nhập? Nàng cười, tại vì chúng ta biết sợ nhanh lắm, ha ha. Đại yêu vương. Trở lại thư viện rồi, Diệp Huyên lập tức đi tìm Tần Quan, đưa nhẫn cho nàng ta xem. Bên trong là 500 triệu viên thần chi tinh. Số còn lại hắn giữ cho riêng mình. Đàn ông đàn an ra đường sao có thể không có tiền dằn túi chứ? Tần Quan nhìn vào, thấy số lượng thần chi tinh thì ngẩn ra, tinh thạch này chứa năng lượng rất đáng sợ. Diệp Huyên cười, đúng vậy, cũng là tinh thạch chứa năng lượng tốt nhất hiện nay. Tần Quan mỉm cười, cho ta à? Tuy hỏi vậy nhưng tay thì đã thu nhẫn. Diệp Huyên chân thành nói, đương nhiên là cho cô rồi. Tần Quan cười, được. Diệp Huyên nói tiếp, Huyễn Tinh giới bây giờ đã là của ta, ở đó có 8 mỏ thần chi tinh, chốc nữa cô nhớ đến đó tiếp quản. Tần Quan cười, được. Rồi nhìn vào nhẫn trong tay, nhếch mép, có số thần chi tinh này rồi, ta có thể chế ra càng nhiều vũ khí mạnh nữa. Khà khà, Diệp Huyên, Tần Quan, ta đi làm việc đây. Nàng ta vừa xoay người đi thì đã dừng lại, nói, à phải, có tin từ Thanh Khâu cô nương. Diệp Huyên vội hỏi, tin gì? Tần Quan, nàng ấy mang những người kia đến rèn luyện ở hoang chiến trường. Nó cách nơi này cực kỳ xa, cũng rất thích hợp để rèn luyện, người có thể đến đó. Hoang chiến trường. Diệp Huyên nhíu mày, là ở đâu? Tần Quan khép ngón tay lại, bắn một tia sáng trắng vào giữa trán hắn. Một khắc sau, một tấm bản đồ tinh vực xuất hiện trong đầu hắn. Nàng ta cười nói, người có kiếm Thanh Huyên trong tay, muốn đi thì bay một chút là tới. Diệp Huyên gật đầu, được. Tần Quan không nói thêm nữa mà vừa cười hí hửng vừa chạy đi xem mỏ thần chi tinh. Thấy nàng ta vui vẻ như vậy, Diệp Huyên cũng cười rộ lên. Không biết vì sao mà hắn chỉ thích đưa tiền cho Tần Quan tiêu xài, từ đó có được cảm giác sung sướng vô hình. Hình như có hơi biến thái. Diệp Huyên cười cười rồi rời đi. Lại tu luyện thôi. Đã biết tung tích của nha đầu Thanh Khâu thì hắn cũng không cần phải sốt ruột nữa. Việc cần kíp là phải tu luyện phương pháp nén đến trình độ cao nhất rồi dung hợp vào kiếm Thanh Huyên, phát ra uy lực khủng bố nhất. Diệp Huyên đứng trong một vùng tinh không vô danh, giơ tay phải lên, lập tức khiến thời không bốn phía trở nên vặn vẹo.
tinh vực trải khắp mấy triệu dặm cũng không thoát khỏi. Trông khủng bố vô cùng. Lần này hắn không còn phải gắng sức như trước kia nữa, nhưng dù sao cũng hao tổn rất nhiều thần hồn, vì vậy cũng không ung dung là bao. Nhưng có kiếm Thanh Huyền ở đây, quả thật là nhẹ gánh hơn nhiều. Bởi vì nó giúp trấn áp linh hồn hắn. Thời gian từng chút qua đi, tinh vực thời không bốn phía bị nén lại thành một đường thẳng, bị Diệp Huyên dung nhập vào kiếm Thanh Huyên. Uỳnh! Thanh kiếm rung lên, phát ra tiếng kiếm minh chói tai. Diệp Huyên nhìn nó mà hưng phấn không thôi. Chỉ cần vung kiếm ra, cường giả mệnh huyền cảnh cũng phải chết. Hắn tin là vậy. Rốt cuộc cũng không có cảm giác mình yếu thế nữa rồi. Hơn nữa trực giác mách bảo rằng hắn cũng sẽ không rơi vào cảnh chỉ ngầu được 3 ngày. Bởi vì lần này hắn tu luyện theo phương pháp của Thanh Nhi, vốn đã bỏ xa rất nhiều nền văn minh khác. Phải biết ngay cả văn minh thần chi cũng còn chưa tiếp xúc được với phương pháp nén này. Hắn lên cấp rồi. Diệp Huyên cười ha hả, xoay gót rời đi. Chuẩn bị đi tìm Vô Biên. Mẹ nó chứ. Lần này phải đánh cho ông ta biết tay. Nhưng tiếc rằng hắn không tìm được. Ở một nơi nào đó, Diệp Huyên hỏi Ám U, không có tin tức gì của y ư. Ám U gật đầu, đúng vậy, y đã biến mất từ lúc Diệp Thiếu đến văn minh thần chi rồi. Thực lực của y quá mạnh nên chúng ta không dám bám theo, đến nay đã mất tung tích. Diệp Huyên không nói gì, trong lòng lại thấy khó chịu. Tên này chắc chắn biết hắn tu luyện thành công nên chạy trước, không cho hắn cơ hội khoe khoang đây mà. Đúng là gian xảo. Diệp Huyên, không tìm được thì thôi. Ám U gật đầu rồi lui ra. Diệp Huyên không tìm được Vô Biên thì bắt đầu sinh lòng nhàm chán. Muốn khoe mà không có đối tượng để khoe. Đúng là cô quạnh như tuyết mà. Lúc này, Chiêm Đài Linh Nhi bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn với nụ cười rực rỡ. Nàng đương nhiên đang rất vui. Sau khi biết Diệp Huyên hoàn toàn tiếp quản huyễn tinh giới, văn minh thần chi đều rơi vào khiếp sợ. Bọn họ đã muốn nuốt trọn miếng thịt béo bở này từ lâu. Nhưng lại không ai dám động khẩu. Vậy mà bây giờ Diệp Huyên làm được. Nhưng mấu chốt không phải ở đây mà là việc Diệp Huyên phân cho Chiêm Đài Linh Nhi một quặng mỏ thần chi tinh, nàng cũng không chiếm làm của riêng mà chia sẻ cho toàn bộ văn minh thần chi. Hành động này khiến hảo cảm của các cường giả ở đó với nàng tăng vọt. Nhà đầu này vừa hào phóng lại vừa biết nhìn xa trông rộng. Vì vậy địa vị của nàng cũng theo đó tăng lên, hiện nay uy vọng đã không thua gì Tam Đại Huyền Tôn. Nhưng quan trọng nhất là nàng rất thân với Diệp Huyên. Điều này cực kỳ quan trọng với văn minh thần chi. Có thể dựa dẫm vào người này không, tất cả đều phải xem Chiêm Đài Linh Nhi. Thấy nàng xuất hiện, Diệp Huyên cười hỏi, có chuyện gì sao, Linh Nhi cô nương? Nàng cười, tặng ngươi một món quà, đảm bảo ngươi sẽ thích. Diệp Huyên ngạc nhiên, tặng quà cho ta ư? Chiêm Đài Linh Nhi gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên tò mò, là quà gì? Chiêm Đài Linh Nhi vỗ tay, gọi hai cô gái bước ra từ sau lưng. Sắc vóc bọn họ tuyệt đẹp, dung mạo cũng thuộc hạng nghiêng nước nghiêng thành. Chiêm Đài Linh Nhi bước tới chớp mắt với hắn, song phi ấy mà. He he. Diệp Huyên chỉ biết cứng đờ. Song phi. Lời này của Chiêm Đài Linh Nhi khiến Diệp Huyên hóa đá tại chỗ. Nàng định làm gì thế này? Muốn hối lộ hắn hả? Hay là muốn kiểm tra hắn? Quá mức dung tục. Không thể chấp nhận được. Diệp Huyên hùng hồn dõng dạc thốt lên, Linh Nhi cô nương. Ta không phải loại người đó. Cô làm vậy chính là đang sỉ nhục nhân phẩm và nhân cách của ta. Chiêm Đài Linh Nhi mở to mắt, ta tưởng ngươi háo sắc lắm. Diệp Huyên trợn trừng, ai nói ta háo sắc? Ai nói? Chiêm Đài Linh Nhi chần chừ, nhưng ta thấy ngươi háo sắc thật mà. Diệp Huyên sượng chân. Lại nghe nàng cười hỏi, thật sự không muốn sao? Hắn vừa định mở miệng thì một trong hai cô gái từ văn minh thần chi kia dịu dàng cất tiếng, chúng tôi cái gì cũng biết làm. Cái gì cũng biết. Diệp Huyên nghe mà cảm thấy linh hồn mình như bị âm thanh này bắt mất. Nhưng vẫn lắc đầu đầy kiên quyết, không, ta không hề muốn. Chiêm Đài Linh Nhi nghĩ ngợi một hồi rồi quay lại nói với hai cô gái, vậy thôi, các ngươi đi đi. Cả hai xoay người đi với vẻ thất vọng.
Bởi vì họ muốn thay đổi vận mệnh bản thân bằng cách thông qua Diệp Huyên. Hắn hiện nay đang được săn đón khắp mọi nơi cơ mà. Chiêm Đài Linh Nhi nhìn Diệp Huyên, không ngờ ngươi lại vừa chính trực vừa lương thiện vậy đó. Hắn tức tối trừng nàng, sau này đừng bày trò lố bịch vậy nữa nghe chưa? Dám làm vậy để thử hắn. Nếu hắn không đường hoàng ngay thẳng thì đã trúng chiêu rồi. Chơi vậy thì người thường mấy ai chịu nổi chứ? Nhưng mà trái ôm phải ấp ấy. Hắn vẫn muốn thử một phen lắm. Chiêm Đài Linh Nhi hỏi, người có dự định gì tiếp theo? Diệp Huyên cười nói, cô biết hoang chiến trường không? Nàng lắc đầu, không. Không biết. Điều này chứng tỏ nơi ấy đã vượt khỏi phạm vi của văn minh thần chi. Diệp Huyên, người văn minh thần chi các cô chưa từng đi thăm dò những nền văn minh khác sao? Chiêm Đài Linh Nhi cười, có chứ, nhưng chúng ta chỉ đi tìm hiểu những vũ trụ văn minh thấp thôi, còn những nơi có thể có sự sống với văn minh cao hơn thì tuyệt đối không đụng vào, bởi làm vậy có khi chính là mang đến diệt vong cho mình. Diệp Huyên gật gù, nói cũng phải. Văn minh cấp thấp mà phát hiện ra văn minh cấp cao thì chỉ có thể nói là đại họa. Chiêm Đài Linh Nhi hỏi hắn, người muốn đến hoang chiến trường. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Nàng cười, văn minh thần chi chúng ta bây giờ đã được xem như là một phần của thư viện quan huyên chưa? Diệp Huyên, còn phải xem các cô muốn thế nào. Chiêm Đài Linh Nhi, tất nhiên là sẵn lòng gia nhập. Diệp Huyên bật cười, vậy từ bây giờ trở đi, văn minh thần chi chính là một phần của thư viện quan huyên. Đây là nguyện ý cúi đầu phục tùng. Cũng là mục đích chính của Chiêm Đài Linh Nhi lần này. Sở dĩ văn minh thần chi đưa ra quyết này là vì nếu không làm vậy, họ sẽ không nhận được lợi ích cốt lõi nhất từ thư viện quan huyên. Không chỉ được che chở mà còn có thể tiếp cận với phương pháp tu luyện nén của Diệp Huyên. Thứ ấy quá mức quan trọng. Đến nỗi có thể thay đổi cả đẳng cấp của một nền văn minh. Diệp Huyên sao có thể không nhìn ra điều này, bèn cười nói, ta có thể chia sẻ nó cho văn minh thần chi. Nhưng phải đợi 20 năm sau. Khi ấy ta sẽ để nó lại trong thư viện quan huyên, những ai xuất sắc hoặc có công lớn đều có thể học. Văn minh thần chi của các cô, 20 năm sau sẽ có được một phần. Chiêm Đài Linh Nhi nghe vậy thì vội vàng đồng ý, được. Chúng ta sẵn sàng chờ. 20 năm. Một bất ngờ nằm ngoài dự đoán. Ngần ấy thời gian với họ đã là gì? Chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Sở dĩ Diệp Huyên đưa ra mốc thời gian này là vì hắn tin tưởng bản thân, rằng công pháp này sẽ không còn hữu dụng với hắn sau 20 năm nữa. Khi ấy đưa cho bọn họ sử dụng cũng không phải là không thể. Một hồi sau, Chiêm Đài Linh Nhi trở về văn minh thần chi. Nơi vô số cường giả tề tựu đông đúc. Ai nấy đều chăm chú nhìn nàng. Mà sắc mặt của nàng lại nghiêm trọng vô cùng. Bọn họ thấy vậy thì cũng trở nên nặng nề theo. Mộc Huyền Tôn vội hỏi, sao? Hắn không chịu. Chiêm Đài Linh Nhi thở dài, ban đầu không chịu, ta phải năn nỉ gần 3 giờ, lại chấp nhận vài điều kiện của hắn. Nàng liếc nhìn họ, hắn mới đồng ý. Những lời này khiến các cường giả văn minh thần chi sung sướng khôn cùng. Diệp Huyên đồng ý rồi. Mộc Huyền Tôn lại hỏi, ngươi vừa nói, chấp nhận điều kiện của hắn, là gì? Chiêm Đài Linh Nhi cười cười, cũng không hẳn gọi là điều kiện, chủ yếu là quan hệ giữa ta và hắn. Mọi người hiểu chứ? Mấy người kia trố mắt nhìn nhau. Quan hệ ư? Còn có thể là quan hệ gì nữa? Tất nhiên là quan hệ kia rồi. Thế là địa vị của Chiêm Đài Linh Nhi trong văn minh thần chi một lần nữa dâng lên. Hiện còn cao hơn cả Tam Đại Huyền Tôn. Về sau, tiếng nói của họ ở thư viện quan huyên có sức nặng đến đâu đều phải dựa vào nàng. Có thể thấy Chiêm Đài Linh Nhi chắc chắn sẽ trở thành huyền tôn đời sau của văn minh thần chi rồi. Diệp Huyên quyết định lên đường đến hoang chiến trường để tìm Thanh Khâu. Bởi vì cường giả mệnh huyền cảnh hiện giờ đã không phải là đối thủ của hắn nữa. Có kiếm Thanh Huyên trong tay, hắn chỉ mất nháy mắt đã đến nơi. Diệp Huyên bước ra từ một vùng tinh không tĩnh mịch nào đó, bốn phía chỉ có ánh sao ảm đạm, tỏa ra cảm giác bị kiềm nén. Và không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Diệp Huyên nhìn khắp nơi một vòng, cảm thán rất nhiều tinh vực trong vũ trụ hoàn toàn không có sự sống tồn tại. Hắn biến mất tại chỗ,
đi qua mấy trăm tinh vực trong chớp mắt, sau đó phát hiện một hành tinh có sự sống. Diệp Huyên vừa bước vào đã cảm nhận được một tia khí tức hiện ra trước mắt, sau đó là một ông lão xuất hiện. Ông ta hỏi, ngươi là người phương nào? Diệp Huyên nhìn ông ta một hồi, ta là Diệp Huyên. Ông lão nhíu mày, chưa nghe bao giờ. Ngươi là người bên ngoài. Hắn gật đầu. Ông lão, ngươi đến đây làm gì? Diệp Huyên chỉ cười hỏi, ông là ai? Ông lão, ta là người bảo vệ nơi này. Diệp Huyên gật gù, nhìn quanh quất, còn nơi này là nơi nào? Ông lão nhìn hắn, đại lục vô cực. Đại lục vô cực. Diệp Huyên lại quan sát một hồi, nhận ra văn minh võ đạo nơi này quá thấp. Thực lực của ông lão này cũng thấp vô cùng, còn thua xa cả văn minh con người chứ đừng nói văn minh thần chi. Hắn vốn định rời đi nhưng rồi thay đổi suy nghĩ. Sao lại không mở thư viện để tạo phúc cho nơi này? Hơn nữa ở đây hắn có khác gì thần đâu. Là vô địch đó. Vô địch tuyệt đối luôn. Khóe miệng hắn vểnh lên khi nghĩ vậy. Ông lão kia thấy nụ cười bị ổi này thì nhíu mày, ngươi. Ngươi là người phương nào? Diệp Huyên cười he he, ta đến dạy học. Ông lão sửng sốt. Chỉ thấy Diệp Huyên xoay người, khép ngón tay lại, phóng ra một luồng kiếm quang phá không lao tới, xé đôi bầu trời. Ông lão sửng sốt. Diệp Huyên hỏi, nơi sầm uất nhất là chỗ nào? Ông lão trần trừ một hồi mới nói, là Thiên Nhất Thành, đông đúc nhất, cũng náo nhiệt nhất. Diệp Huyên gật gù, chỉ đường đi. Ông lão vươn tay về bên phải. Diệp Huyên bật cười rồi ngự kiếm bay lên, vẽ ra một vòng cung tuyệt đẹp ở chân trời rồi biến mất. Để lại một ông lão đầy hoang mang. Chỉ một hồi sau, hắn đã đi đến Thiên Nhất Thành. Nó quả thật là một tòa thành sầm uất náo nhiệt, bên trong chứa ít nhất cũng trăm triệu người. Diệp Huyên tút tát lại trang phục một phen, lần này không cầm kiếm nữa mà đổi sang cầm sách, khoác áo thư sinh tươm tất, nhìn qua đã cảm thấy cực kỳ trí thức. Hắn bước vào thành, nhìn người qua kẻ lại trên phố, nhộn nhịp vô cùng. Hứng thú gia tăng, hắn tản bước trên đường, không ngừng mua thứ này thứ kia. Nhưng mục đích của hắn không phải chỉ là lang thang mà đang tìm một nơi đông người qua lại để xây dựng thư viện. Dạo quanh thành một vòng rồi, cuối cùng hắn nhìn chúng một vị trí tựa núi dựa sông. Nơi này thật sự rất tốt, vừa có núi lại có sông. Dưới chân núi là một khu nhà xa hoa rộng lớn, chiếm diện tích mấy trăm dặm là ít. Trước nhà còn có hồ nước rộng đến nghìn dặm, tầm mắt thoáng đãng vô cùng. Chính là nơi này. Diệp Huyên nhoẻn cười, đi đến gõ cửa. Hắn đã quyết định rồi, phải mua bằng được chỗ này. Căn bản không thèm suy nghĩ xem bên kia có chịu bán hay không, ai bảo hắn có tiền làm chi. Không lâu sau, cửa mở ra, một cô gái xinh xắn xuất hiện, hỏi, ngươi là ai? Hắn cười nói, chào cô nương, tại hạ là Diệp Huyên. Cô gái quan sát một hồi, thấy tướng mạo hắn tuấn tú thì cong môi, vị công tử này có chuyện gì chăng? Diệp Huyên, ta muốn gặp chủ nhân nơi này, nhờ cô nương thông báo một tiếng. Cô gái nghe vậy thì ngạc nhiên, gặp chủ nhân nơi này. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Sắc mặt nàng ta chợt trở nên kỳ lạ, công tử. Có biết đây là nơi nào không? Hắn lắc đầu, ta không biết, nhưng nhìn bốn bề xa hoa thoáng đãng như vậy, hẳn không phải nơi của người thường. Cô gái cười, nơi đây là biệt uyển của nhà họ Thượng Quan, cũng là nơi ở của đại tiểu thư nhà họ. Nhà họ Thượng Quan, Diệp Huyên không nói gì. Cô gái, ngươi chưa từng nghe qua sao? Diệp Huyên gật đầu, phải. Nàng ta cười rộ lên, ta còn tưởng ngươi ngưỡng mộ đại tiểu thư nên đến đây cầu kiến, thì ra lại không phải, thật là thú vị. Diệp Huyên, nghe cô nói vậy thì ta không gặp được vị Thượng Quan đại tiểu thư này rồi đúng không? Cô gái gật đầu, bình thường thì đúng vậy, trừ khi công tử cũng có lai lịch bất phàm, cực kỳ nổi tiếng. Hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi gọi kiếm Thanh Huyên xuất hiện, đưa cho nàng ta, nhờ cô đưa nó đến tay Thượng Quan đại tiểu thư. Cô gái chỉ im lặng nhìn thanh kiếm. Diệp Huyên mỉm cười, lại gọi ra 100 viên thần chi tinh. Hắn nói, làm phiền cô nương. Thấy những viên tinh thạch xuất hiện, cô gái sững người, việc này. Công tử làm khó ta quá. Diệp Huyên thắc mắc, vì sao lại làm khó? Cô gái thở dài.
nói với vẻ phức tạp, ta rất ghét mấy hành vi hối lộ này, bình thường thấy công tử làm vậy thì ta chắc chắn sẽ mắng một phen rồi đuổi ra ngoài. Nhưng mà, công tử lại cho nhiều quá, làm ta, khó xử quá chừng, cho quá nhiều. Nói cô gái không động lòng là giả. Nhìn số năng lượng tỏa ra từ những tinh thạch này mà xem, quá sức kinh người. Tinh thạch cao cấp nhất ở đại lục vô cực hiện nay, cũng là tinh thạch tốt nhất mà họ biết đến, là thiên linh tinh cô gái đã từng may mắn được nhìn thấy một lần. Nhưng loại tinh thạch đang ở trước mắt nàng ta, nó còn tốt hơn gấp cả nghìn lần. Làm nàng ta không thể từ chối. Nguyên tắc ư. Cái gì cũng có thể thay đổi mà. Nghe cô gái nói vậy, Diệp Huyên lắc đầu cười, ta không có ác ý, chỉ muốn gặp thượng quan đại tiểu thư của các vị một lần mà thôi. Nàng ta lại nhìn mớ thần chi tinh với vẻ chăm chú vô cùng, công tử, ta chưa từng thấy tinh thạch nào chứa nhiều linh khí tinh khiết đến vậy. Mà ngươi chỉ tùy tiện vươn tay là có, ắt hẳn không phải kẻ tầm thường. Đã vậy thì tất nhiên có tư cách gặp đại tiểu thư nhà chúng ta rồi, hì hì. Nàng ta thu số thần chi tinh vào, không cần thông báo, mời công tử vào. Diệp Huyên mỉm cười, phiền cô nương dẫn đường. Cô gái chớp mắt, được. Nàng ta nhanh chóng dẫn hắn bước vào tòa phủ đệ kia. Nơi này quả thật vô cùng khổng lồ, khắp nơi là đình các đan sen bắt mắt, thoáng đáng mà rộng rãi. Trên đường đi, cô gái hỏi, công tử xưng hô thế nào? Diệp Huyên cười đáp, Diệp Huyên. Diệp Huyên. Cô gái nhìn hắn, là tên thật. Hắn gật đầu, tất nhiên, quân tử đường đường chính chính, cần gì phải giấu danh tính. Cô gái chỉ cười không nói. Nhưng trong lòng đã bắt đầu nghi ngờ. Diệp Huyên ư? Chưa nghe bao giờ. Đừng nói chi chỉ Thiên Nhất Thành, ngay cả khắp đại lục vô cực này có bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt, nàng ta cũng biết đến. Trong đó thật sự không có ai tên Diệp Huyên. Thế là cô gái lại hỏi, công tử sư thừa nơi nào? Diệp Huyên cười đáp, cô nương à, ta chỉ đơn giản muốn gặp chủ nhân phủ đệ này thôi. Ta biết cô có ý đề phòng ta. Nhưng ta cam đoan ta không có ác ý, bằng không thì mấy vị đang ẩn nấp kia cũng không làm gì được ta rồi. Mấy vị đang ẩn nấp. Sắc mặt cô gái khẽ thay đổi. Không ngờ người này lại phát hiện được các cường giả đang âm thầm nấp trong bóng tối kia. Bọn họ chính là những cường giả cao cấp của gia tộc thượng quan. Xem ra người này không đơn giản. Sợ rằng chí ít cũng đến tông sư lục phẩm. Cảnh giới ở đại lục vô cực được phân chia cực kỳ đơn giản, gồm 9 phẩm cấp từ nhất phẩm đến cửu phẩm. Đạt đến lục phẩm thì được gọi là tông sư, xem như cường giả cao cấp ở vùng đất này, vượt qua ít nhất 80% dân số còn lại. Cô gái liếc nhìn Diệp Huyên, không ngờ hắn còn trẻ vậy đã là tông sư lục phẩm rồi. Thiên phú này cũng yêu nghiệt phết. Có thể kết thân. Thế là bèn cười nói, chúng ta sẽ đến ngay thôi. Diệp Huyên, cảm ơn cô nương. Cô gái, gọi ta A Trúc là được. Diệp Huyên mỉm cười, được. Không lâu sau, A Trúc đưa hắn đến một tòa tiểu viện nhỏ nhưng tinh xảo nhã nhặn, cười nói, xin công tử đợi trong giây lát. Rồi bước vào trong. Một hồi sau lại bước ra, nói, mời công tử vào. Diệp Huyên gật đầu rồi bước vào phòng, lập tức bị một làn hương thoang thoảng ập vào mũi. Trong phòng rộng rãi nhưng không trống trải, bên cạnh cửa sổ là một cô gái trong tà váy xanh. Vóc dáng nàng ấy cao gầy, tóc xõa ngang vai, vô cùng xinh đẹp nhưng lại mang theo sự lạnh lẽo. Cao ngạo và xa cách. Diệp Huyên lập tức đoán ra ngay tính cách đối phương. Chưa kể thân hình nàng cũng rất tuyệt, nơi ấy thì to, mông lại vểnh, ngay cả chính nhân quân tử như hắn cũng không khỏi nảy ra chút suy nghĩ không nên có. Cô gái bất ngờ mở miệng, công tử muốn gặp ta. Ánh mắt vẫn nhìn ra bên ngoài. Diệp Huyên mỉm cười đáp, đúng vậy. Cô gái không nói gì. A Trúc thì thầm, người muốn gì thì cứ nói thẳng đi. Diệp Huyên, thượng quan cô nương, ta muốn mua lại tòa phủ đệ này. A Trúc nghe vậy thì sửng sốt. Cô gái váy xanh quay lại nhìn hắn, mua lại nơi này. Diệp Huyên gật đầu. Nàng ấy lại nhìn ra ngoài cửa sổ tiễn khách. Tiễn khách. Diệp Huyên ngớ ra. A Trúc kéo tay áo hắn, đi thôi. Diệp Huyên nghĩ ngợi một hồi, lấy một chiếc nhẫn chứa đồ ra, cô nương, ta thật lòng muốn mua.
Cô gái không thèm liếc mắt lấy một cái, chỉ nhíu mày nhìn hắn, ngươi cho rằng ta thiếu tiền sao? Ngươi! Nhưng khi ánh mắt va phải chiếc nhẫn, đồng tử nàng ấy co rụt lại. Nàng tức tốc nâng nhẫn lên, để một viên thần chi tinh xuất hiện trong tay. Cô gái nhìn nó với gương mặt đanh cứng lại. Bởi vì năng lượng tỏa ra từ viên đá quá mức khủng khiếp. Vậy mà trong chiếc nhẫn có đến tầm cả 10.000 viên. Nếu đổi thành thiên linh tinh, con số đó sẽ là 100 triệu viên. Một đổi 1.000. Mà chắc chắn không ai muốn đổi. Người này chỉ thuận tay một cái là có ngay 100 triệu viên thiên linh tinh. Cô gái cuối cùng cũng tỏ vẻ dao động, hỏi Diệp Huyên, ngươi là người phương nào? Hắn mỉm cười đáp, ta là một người đọc sách, đến đây cốt muốn mở thư viện. Ta thấy nơi này rất tốt nên muốn mua lại, không biết cô nương có đồng ý hay không? Thư viện. Sau một hồi im lặng, cô gái lắc đầu. Diệp Huyên hỏi ngay, ít quá sao? Nàng ấy nhìn hắn, không, là quá nhiều. Quá nhiều. Diệp Huyên ngẩn ra. Lại nghe cô gái nói, tinh thạch này vô cùng quý giá. Nếu công tử muốn mua lại nơi này, 100 viên đã là dư rồi. Đoạn trả nhẫn lại cho hắn. Diệp Huyên hỏi, cô nương không muốn bán. Cô gái, ta chỉ không muốn trục lợi, của cải bất nghĩa, không thể lấy. Làm Diệp Huyên ngạc nhiên một phen. Nàng ấy lại nói, ta sẽ chuyển nhượng nơi này cho công tử. Diệp Huyên càng kinh ngạc hơn. Cô gái nhìn hắn, vốn ta cũng thích đọc sách, nếu công tử mở thư viện tức chúng ta có sở thích giống nhau, nên ta sẽ tặng nó cho ngươi. Nhưng dĩ nhiên, ta hy vọng có thể ở lại đây, gia nhập vào thư viện của công tử. Diệp Huyên cười nói, được chứ? Hắn là ai? Là Kháo Sơn à không, là Diệp Huyên mình đầy học thức. Sao có thể không nhìn thấu suy tính của đối phương cho được? Nhưng dù sao hắn cũng mới đến đây, cần người trợ giúp. Nên sẽ không để tâm. Cô gái lại hỏi, công tử xưng hô thế nào? Hắn đáp, Diệp Huyên. Cô gái gật đầu, thượng quan ngưng. Diệp Huyên cười, vậy từ giờ trở đi, nơi này là của ta đúng không thượng quan cô nương? Nàng ấy gật đầu, chính xác. Diệp Huyên, thế thì ta sẽ bắt tay vào chỉnh sửa. Thượng quan ngưng nhìn hắn, gia tộc thượng quan chúng ta cũng có chút giao thiệp ở nơi này. Công tử cần gì chỉ việc nói một tiếng. Diệp Huyên gật đầu, ta cần vài người đến giúp xây sửa, cũng muốn mời vài học sĩ uyên bác đến làm thầy dạy, cũng chuẩn bị thu nhận học viên. Thượng quan ngưng nghe vậy thì nhíu mày, công tử định khai tông lập phái sao? Diệp Huyên cười, xem như vậy đi. Thượng quan ngưng hạ thấp giọng, làm vậy e rằng sẽ dẫn đến rắc rối. Công tử hẳn là người mới đến. Không biết thiên nhất thành này không chỉ là nơi phồn hoa nhất đại lục vô cực, có vô số cơ hội làm ăn, nhưng bên dưới là nước ngầm chảy xiết, nơi nơi đều có thế lực đấu đá nhau. Công tử muốn trực tiếp mở thư viện, người khác sẽ không cho phép. Diệp Huyên chỉ cười nói, ta có tri thức mà, chỉ biết nói phải trái thôi. Thượng quan ngưng, đôi khi nói phải trái chính là điều vô dụng nhất trên đời. Diệp Huyên, ta đã muốn thì không ai dám không nghe. Thượng quan ngưng nghe vậy thì nhìn hắn thật sâu, vậy ta theo công tử. Diệp Huyên gật đầu, ta đi nhìn xung quanh một phen. Về phần những người ta cần, làm phiền cô nương nhanh chóng tìm đến giúp. Thượng quan ngưng gật đầu, ta sẽ đi lo liệu ngay. Diệp Huyên cười cười rồi bước lùi đi. Đợi hắn đi mất rồi, thượng quan ngưng chậm rãi nhắm mắt lại, gương mặt vô cùng nặng nề. A Trúc thì thầm cạnh bên, tiểu thư, người này tuyệt đối không tầm thường. Thượng quan ngưng bỗng vươn tay ra, làm A Trúc tội nghiệp kêu lên, tiểu thư. Thượng quan ngưng nhìn nàng ta, ngươi tưởng được hắn cho mấy viên tinh thạch kia là chuyện tốt ư. A Trúc sửng sốt, rồi như nghĩ đến điều gì mà vội vàng giao nộp chiếc nhẫn chứa đồ Diệp Huyên đưa cho ra. Bởi vì thứ này quá mức quý giá. Mang nó theo bên người tuyệt đối không phải chuyện tốt mà là đại họa ngập đầu. Tinh thạch kia là tài nguyên năng lượng mới tinh. Sự xuất hiện của nó sẽ đưa đến địa chấn, sau đó là hàng loạt thế lực đổ xô đi tìm ngọn nguồn. Khi ấy, một nha hoàn bé nhỏ như nàng ta sẽ chết không có chỗ chôn. Thượng quan ngưng nhìn chiếc nhẫn, nhẹ giọng nói, người này rất có thể không đến từ đại lục vô cực, bằng không gia tộc thượng quan ta tuyệt đối không thể không biết đến người có khí độ và thực lực như vậy. A Trúc cả kinh, không đến từ đại lục vô cực ư.
Thượng quan Ngưng gật đầu, ta chỉ đoán mà thôi. A Trúc chần chừ, vậy thư viện mà hắn nói, là muốn mở thật, hay có ý đồ gì khác? Thượng quan Ngưng lắc đầu, tạm thời không rõ. A Trúc hạ giọng, tiểu thư, có nên báo cho tộc trưởng? Thượng quan Ngưng lại lắc đầu, không, lấy tính tình bọn họ mà biết đến tinh thạch này, chắc chắn sẽ nảy lòng tham. Mà ta thấy thanh niên kia khí độ bất phàm, thong thả từ tốn, tất không phải phàm phu tục tử, dám nảy lòng tham với hắn chắc chắn sẽ rước họa vào thân. Tạm thời không thể báo với gia tộc. A Trúc, vậy chúng ta theo hắn xây thư viện. Thượng quan Ngưng gật đầu, trước mắt cứ làm theo rồi xem hắn muốn gì. Người mời thợ xây trong thành đến đây, tu sửa nơi này theo ý của Diệp công tử, và mua hết sách cổ trong thành về đây để ta tặng hắn. A Trúc vội vã gật đầu rồi rời đi. Trong gian phòng chỉ còn lại Thượng quan Ngưng. Sau một hồi im lặng, nàng ấy thì thầm, khi lũ đàn ông tầm thường nhìn ta, trong mắt chúng luôn có một thứ gì đó, nhưng ánh mắt người này lại tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Quả là chính nhân quân tử hiếm thấy. Diệp Huyên đi dạo một vòng trong thành, bây giờ hắn đã hiểu biết chút ít về Thiên Nhất Thành này rồi. Trong Thiên Nhất Thành thật sự giống như lời Thượng quan Ngưng nói, rất phức tạp, thế lực chiếm cứ khắp nơi, đều nắm giữ lợi ích của riêng mình. Ở đây có ba thế lực lớn nhất là Thiên Tông, Ma Tông và Thượng quan tộc. Thượng quan tộc này cũng là một trong những thế lực lớn. Nói một cách chính xác thì là bốn thế lực lớn. Phủ thành chủ. Nhưng phủ thành chủ này rất khiêm tốn, bọn họ gần như không nhúng tay vào việc tranh đấu của bất cứ thế lực nào, chỉ bảo vệ trật tự trong thành thôi. Nói một cách đơn giản, giải quyết bốn thế lực lớn này chẳng khác nào đã thống nhất Thiên Nhất Thành cả. Sau khi thăm dò các thế lực ở Thiên Nhất Thành, Diệp Huyên quay lại phủ đệ của Thượng quan Ngưng. Mà hiện tại, phủ đệ này đã bị đổi tên thành Thư viện Quan Huyên. Thư viện Quan Huyên cũng đang bắt đầu sửa đổi toàn diện. Có thể nói, Diệp Huyên rất hài lòng với nơi mà bản thân lựa chọn, bên ngoài thư viện có một cái hồ, tầm nhìn rất thoáng. Lúc này, Thượng quan Ngưng đi tới bên cạnh Diệp Huyên, nhiều nhất nửa tháng sẽ cải tạo lại toàn bộ. Diệp Huyên gật đầu, được. Thượng quan Ngưng nhìn Diệp Huyên, tôn chỉ của thư viện là gì? Diệp Huyên cười đáp, đọc sách, tu luyện. Thượng quan Ngưng nhíu mày, đọc sách. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Thượng quan Ngưng im lặng một lát rồi nói, còn một điều nữa, chúng ta cần rất nhiều giáo viên. Thật ra nàng ấy cũng không coi trọng việc xây dựng thư viện của Diệp Huyên cho lắm. Người này ngoài việc có tiền thì không còn gì nữa cả. Mà muốn xây dựng một thư viện không chỉ cần có tiền, còn cần có người. Diệp Huyên gật đầu, cô nói đúng, nhưng cũng không phải vội, giáo viên có thể tìm từ từ. Nói xong, hắn nhìn về phía Thượng quan Ngưng, Thượng quan cô nương, cô đã tìm thấy người mà ta muốn cô tìm giúp ta chưa? Thượng quan Ngưng gật đầu, chỉ là một người đọc sách, đương nhiên rất dễ tìm. Có điều giáo viên bên mảng tu luyện. Diệp Huyên cười nói, tạm thời đủ rồi. Thượng quan Ngưng nhìn Diệp Huyên, gật đầu, cũng không nói thêm gì. Người trước mặt không giống một tên ngốc, chắc đã có dự tính của riêng hắn, vì thế, nàng ấy cũng không nói gì thêm nữa. Diệp Huyên chợt cất lời, Thượng quan cô nương, ai là người giàu nhất Thiên Nhất Thành này? Nghe vậy, Thượng quan Ngưng sửng sốt, sau đó hỏi, Diệp công tử, huynh muốn làm gì? Diệp Huyên cười đáp, ta muốn đổi chút linh thạch. Thượng quan Ngưng cất giọng nặng nề, Diệp công tử, tinh thạch của huynh quá kinh thế hãi tục. Một khi xuất hiện chắc chắn sẽ kéo đến rất nhiều phiền phức. Đương nhiên ta biết là huynh không sợ, nhưng phiền phức quá cũng không ổn, huynh thấy đúng không? Diệp Huyên cười nói, ta không đổi bằng linh thạch đó, ta dùng linh thạch khác. Nghe vậy, Thượng quan Ngưng gật đầu, vậy thì được. Sau đó, nàng ấy im lặng một lát rồi mới nói, huynh định đổi bao nhiêu thiên linh tinh? Diệp Huyên đáp, càng nhiều càng tốt. Thượng quan Ngưng nhìn Diệp Huyên. Không nói gì. Diệp Huyên cười nói, vậy 1 tỷ trước đã. Sau đó, hắn đưa cho Thượng quan Ngưng một viên đạo thần tinh, cô nghĩ vật này có giá trị bao nhiêu? Đạo thần tinh. Dù thứ này vẫn còn có tác dụng với hắn, nhưng cũng không nhiều nữa. Thượng quan Ngưng quan sát đạo thần tinh một lát, sau đó nói, 1 viên ít nhất đổi được 2.000 thiên linh tinh. Diệp Huyên gật đầu, ta đưa cô 100 triệu, cô đi đổi giúp ta một ít trước. 100 triệu.
Nghe thấy lời của Diệp Huyên, nét mặt thượng quan Ngưng lập tức trở nên nặng nề, huynh. Diệp Huyên cười hỏi, sao vậy? Thượng quan Ngưng trầm giọng nói, huynh có tiền đến mức đó à? Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, cũng tạm tạm thôi. Thượng quan Ngưng im lặng một lát rồi nói, ta đi đổi cho huynh. Diệp Huyên gật đầu, được. Thượng quan Ngưng xoay người rời đi. Diệp Huyên đứng tại chỗ nhìn xung quanh, hơi nhếch môi. Lần này, hắn muốn dựa vào năng lực của bản thân xây dựng thư viện. Chẳng mấy chốc đã nửa tháng trôi qua. Dưới sự giúp đỡ của Thượng quan Ngưng, thư viện đã được cải tạo thành công. Mà hiện tại, thư viện vẫn chỉ có 3 người. Diệp Huyên, Thượng quan Ngưng, A Trúc. Thư viện đã xây dựng xong, vì thế, Diệp Huyên bắt đầu thu nhận học viên. Hắn đích thân thu nhận. Diệp Huyên bày một cái bàn trước cửa thư viện, hắn ngồi trước bàn, bên cạnh hắn là Thượng quan Ngưng và A Trúc. Diệp Huyên vô cùng tự tin. Vì thư viện của hắn tuyển người, điều kiện rất phong phú, bao ăn bao ở, lo việc tu luyện, thiên phú chưa tốt lắm cũng không sao. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn bắt đầu cảm thấy gượng gạo. Vì không có một ai cả. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Thượng quan Ngưng và A Trúc, hình như chúng ta đã tuyên truyền rồi đúng không? Thượng quan Ngưng gật đầu, có tuyên truyền, nhưng thư viện Quan Huyên không nổi tiếng, vì thế nên không có ai xem trọng cả. Không nổi tiếng. Diệp Huyên im lặng. Hắn quên mất chuyện này. Ở nơi khác, thư viện Quan Huyên rất nổi tiếng, vì thế chẳng cần tuyên truyền, người khác cũng sẽ tự động đến. Còn ở đây, đâu ai biết thư viện Quan Huyên là cái gì? Diệp Huyên cạn lời. Sơ suất rồi. Lúc này, phía xa chợt có một cô bé đi tới, cô bé khoảng 10 tuổi, mặc váy vải bố đơn giản, bên trên còn có chỗ vá lại, nhưng vẫn rất sạch sẽ. Cô bé đi tới trước mặt ba người Diệp Huyên, thu nhận học viên không? Diệp Huyên quan sát cô bé, sau đó cười nói có. Cô bé nhìn Diệp Huyên, ta có thể chứ? Diệp Huyên cười đáp, có thể. Cô bé gật đầu, sau đó đi vào trong thư viện, đi được 2 bước, cô bé quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, có thể cho ta chút để ăn trước không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 247.